Ok. Rồi được mấy người rồi ta? Ok, 21 người rồi. Ok. Đầu tiên thì cho phép Cố Ca cảm ơn anh em vì anh em đã dành thời gian để ngồi đây lắng nghe Cố Ca. Đó là một điều rất là tuyệt vời với Cố Ca vì ở đâu đó trên thế giới này vẫn có những người muốn nghe Cố Ca nói một cái gì đó, đúng không nè? Rất cảm ơn em đã ở đây. 21 con người có mặt đúng giờ. Cái thứ hai là Cố Ca muốn cảm ơn em là vì khi anh em vào group á, anh em đã để lại cho Cố Ca một cái di sản, đó là những cái mất mát, những cái kinh nghiệm và những cái bài khảo sát để Cố Ca có thêm kinh nghiệm, thêm những cái thế giới quan về việc anh em Việt Nam mình chơi crypto hay là đầu tư như thế nào. Tức là Cố Ca có một cái nhìn rõ hơn, mặc dù chỉ có 51 cái khảo sát thôi, nhưng mà đâu đó Cố Ca thấy cái sự tương đồng rất lớn của anh em chúng ta, đúng nè, một sự tương đồng rất là lớn. Và qua đó thì Cố Ca cũng có thể có những cái buổi live hay hơn nha anh em. Cảm ơn em rất nhiều. Và Cố Ca tự tin khẳng định với anh em là gì? Trong 10 buổi Zoom, có thể là 10 buổi, có thể là 12 buổi, thì những buổi Zoom này giá trị nó phải từ 2 tới 3.000 đô nha anh em. Vì Cố Ca đã đi tới 5.000 đô rồi, những khóa học 5.000 đô rồi. Và sở dĩ những khóa học 5.000 đô nó mắc vì sao anh em? Vì người thầy sẽ luôn bên cạnh anh em với thị trường. Tức là họ sẽ liên tục cùng anh em chiến đấu với thị trường trong vòng 6 tháng, 1 năm gì đó. Thì cái phí của họ rơi vào 5.000 đô. Đó. Và những cái khóa mà thường người ta dạy đâu đó trong vòng khoảng 1 tháng trở lại á, thì có phí đâu đó từ 2.000 tới 3.000 đô. Thì Cố Ca tự tin ha, kiến thức, những kiến thức tinh túy của Cố Ca chia sẻ với anh em trị giá từ 2 tới 3.000 đô. Ha. Và những kiến thức này khẳng định anh em kiếm free trên mạng không có đâu. Những cái thứ free trên mạng nó sẽ rất là nó không có được tập trung, nó cứ rời rạc lung tung vậy, và anh em học và nó loạn não chả được gì cả. Và hôm nay thì Cố Ca chia sẻ những cái này để cho chúng ta có một cái combo nha anh em, một cái gì đó đầy đủ rõ ràng nhất về thị trường đó, và nó như cái nền tảng để anh em có thể bước tiếp được đó. Và đây là cái thành quả 7 năm của Cố Ca. Đương nhiên thì không phải là 7 năm liên tục, mà là 2 năm đầu á là ăn vả. 2 năm đầu Cố Ca cũng giống như anh em vậy, loay hoay với thị trường, đu đỉnh các kiểu, đều ai cũng như ai cả, vào thị trường đều phải trải qua một cái quá trình bị vả trước đã, rồi sau đó mới trưởng thành được anh em ạ. Nên là anh em, nhiều anh em có mất 5 5.000, 10.000 thì xem như đó là may mắn nha anh em. Anh em nào mất dưới 10.000 đô xem như là may mắn rồi. Đó. Thì những anh em mất trên 100.000 đô thì cũng thời gian còn dài, anh em đừng có vội mà gỡ nha. Thì trong vòng 5 năm của Ca đi học á, thì ban đầu thì lên mạng bắt đầu tìm nào là Bollinger Band, nào là đường trung bình, rồi tìm qua RSI, chỉ báo dao động các kiểu, nói chung là nghiên cứu đủ thứ hệ thống nha anh em, luôn đi tìm cái chén thánh, luôn đi nghiên cứu các hệ thống. Và sau khi xem trên mạng chán rồi anh em mà bắt đầu đọc sách à, thì cái hành trình đó lại mất thêm một khoảng thời gian nữa, và chắc chắn là những cái đoạn đó là thua lỗ anh em mà. Mãi cho đến khi Cố Ca bắt đầu học thầy á thì vẫn thua lỗ, anh em nên nhớ nè, Cố Ca đi học thầy xịn đàng hoàng vẫn thua lỗ nha anh em. Đó thì để anh em biết là cái hành trình ban đầu nó rất là vất vả, và chỉ trong khoảng 3 năm gần đây thôi thì nó mới lãi được anh em à. Nên là anh em đừng có nghĩ là mình đi học cái gì đó rồi ngày mai lại có lãi, cái đó là sự hoang tưởng nha anh em. Anh em phải hiểu là trên cái con đường thị trường tài chính á, 95% người ta đã thất bại và nằm ở kia rồi. Nên là anh em muốn chiến thắng cái nghề tài chính á, anh em phải cho nó một khoảng thời gian, chứ không thể nào mà vội vàng nói ồ năm sau tôi phải x2 tài khoản, x3 tài khoản. Thì anh em đang dựa vào may mắn chứ không phải dựa vào thực lực nha anh em. Mà cái may mắn thì nó không có tồn tại lâu đâu anh em à. Người ta nói là gì? Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi, đúng không anh em? Anh em đừng có tìm kiếm cái phong độ mà tìm kiếm cái đẳng cấp nha anh em. Và ở khóa học này á, thì Cố Ca sẽ cam kết chia sẻ cho anh em những gì mà tâm huyết nhất và đầy đủ nhất nha anh em. Tâm huyết và đầy đủ, tức là nó bao gồm tất cả những kiến thức Cố Ca đang dùng và đủ để anh em có thể chiến vào thị trường. À, cái phần còn lại 80% còn lại của anh em là sự luyện tập nha. Ở đây đảm bảo với anh em là sự đầy đủ và kỹ lưỡng ha. Còn lại là em phải luyện tập, chứ còn nếu mà Cố Ca nói bao xô cho anh em 100% thì đúng là làm gì có ai có thể giúp được điều đó, đúng không nào? Nếu anh em muốn như vậy thì tìm tìm những cái group người ta bán kèo á, rồi vô đó mà đu kèo, chứ còn Cố Ca thì chỉ dạy cho anh em cái cách để anh em tự chiến đấu ha, không không có phải là thịt sẵn rồi đem cho anh em dọn lên anh em ăn, đúng không nào? Thì với những điều đó, Cố Ca cũng mong muốn ngược lại ở anh em là gì? Sự hết mình anh em à, và năng lượng 100%. Tức là Cố Ca không biết là lúc 8 giờ tối những cái ngày bình thường anh em sẽ làm gì, có thể anh em sẽ bận gì đó, đúng không nào? Nhưng mà hy vọng anh em sẽ gác 90% những công việc còn lại để mà chúng ta ngồi đây, tại vì chúng ta đã mất thời gian mà, đúng không nào?
Và anh em nên nhớ là không phải ngẫu nhiên mà anh em ở đây đâu. Tại vì cái kênh YouTube của Cú Ca, thì cái kênh YouTube của Cú Ca có hơn 5.000 người đăng ký đúng không nè. Nhưng mà cái Facebook của Cú Ca là những anh em kết bạn với Cú Ca chỉ có 200 người thôi. Mà trong 200 người thì chỉ có 50 người vào đây thôi. Và trên kênh YouTube Cú Ca có đăng một video về khóa học này, đúng không? Nhưng mà Cú Ca lại làm cái video đó 20 phút, thì 12 phút đầu á thì Cú Ca toàn nói về linh tinh, toàn nói thị trường thôi. Và chỉ có 8 phút sau là nói về khóa học. Như vậy Cú Ca không dành nó cho tất cả mọi người, Cú Ca chỉ dành cho những ai thật sự muốn và có một cái thời gian nào đó cũng cũng lắng nghe Cú Ca và biết rằng là gì Cú Ca sẽ có một cái gì đó có ích cho anh em thì Cú Ca mới chọn, đúng nào. Như vậy thì anh em ở đây không phải ngẫu nhiên. Có thể có một số anh em được add vào đây, nhưng cái số đó khoảng một hai người thôi anh em ạ. Còn lại tất cả là đều là bạn của Cú Ca trên Facebook hoặc là những người xem hết cái video của Cú Ca. Thì cảm ơn anh em đã dành thời gian cho Cú Ca nha. Và nếu Cú Ca đã sẵn sàng thì anh em comment cho Cú Ca số 1 để chúng ta bắt đầu khóa học nè. Cho Cú Ca số 1 nè anh em. Ok, cảm ơn anh em nhiều. Bây giờ á, Cú Ca thấy có một điều rất là lạ là nhiều anh em á, có phải là 85% anh em ở đây nè, Cú Ca có một cái bảng thống kê trên Excel, nhưng mà vì Cú Ca không có tiện sao ra, nhưng mà 85% anh em ở đây đều muốn học phân tích kỹ thuật anh em à. đương nhiên cái này sẽ là nội dung chính nha anh em, và nó là cái khó nhất nha anh em. Nhưng mà anh em quên mất rồi, ngoài kia ai cũng phân tích kỹ thuật hết á, thì vì sao phân tích kỹ thuật nó tràn lan trên mạng mà quá ít người thành công anh em, quá ít người thành công à, quá nhiều thành công. Tại vì phân tích kỹ thuật nó đâu đâu phải là tất cả anh em mà tất cả mọi người 85% anh em ở đây đều hướng về phân tích kỹ thuật. Có nghĩa là anh em đã mặc định trong mình là gì? Nếu tôi phân tích kỹ thuật giỏi, đúng không? Thì tôi sẽ win. Anh em nào tin điều này thì cho Cú Ca số 1, mà không tin thì cho Cú Ca số 0 nè. Tất cả, không phải tất cả mà 80% anh em ở đây nè đều tin là gì? Nếu mà tôi biết được Bitcoin đi như thế nào, tôi biết được Oncoin đi như thế nào thì tôi sẽ kiếm được tiền. Anh em nào tin cái này á thì anh em phải xem lại. Rất nhiều nhà phân tích kỹ thuật giỏi đều ra đi hết anh em ạ. Đó. Như vậy phân tích kỹ thuật nó rất là quan trọng nhưng nó không phải là tất cả. Và nếu thiếu những cái khác thì phân tích kỹ thuật chỉ chiếm 25% thành công thôi anh em ạ. Đó, để anh em biết điều đó. Như vậy ở khóa học này không những có phân tích kỹ thuật mà Cú Ca còn truyền cho anh em cái gì? Thì đây là tổng quan. Tổng quan. Rồi. Ok, cũng có một số anh em comment số 1 vì anh em tin là gì? Đọc được thị trường có nghĩa là ăn, đúng không nào? Rồi, bây giờ nói về chuyện tổng quan. Thì Cú Ca, cái đầu tiên mà Cú Ca muốn chia sẻ với anh em đó là tư duy nha anh em, tư duy. Cái thứ hai á nó là kiến thức. Và cái thứ ba là chiến thuật. Đảm bảo ở anh em ở đây chẳng có anh em nào có chiến thuật trên thị trường cả. Đụng là trụng đúng không nào? Thấy là đánh, thấy đẹp là múc đúng không nào? Bài tới tay là đánh thôi chứ chả có chiến thuật gì ở đây à. Và cái cuối cùng là tâm lý giao dịch. Thì ở khóa học này có thể 10 buổi, có thể 15 buổi, Cú Ca không biết được. Nhưng chúng ta sẽ đi hết những cái này. Như vậy, tư duy là gì anh em? Tư duy là gì? Theo anh em tư duy là gì? Tại sao tư duy lại tách rời với kiến thức và chiến thuật tâm lý giao dịch? Thì thử xem Google nó tư duy là gì nha anh em. Dưới góc độ Google học thì tư duy là một phạm trù triết học dùng để chỉ những hoạt động tinh thần đem những cảm giác của người ta sửa đổi và cải tạo thế giới thông qua hoạt động vật chất làm cho người ta có nhận thức đúng đắn về sự vật và cách ứng xử tích cực với nó. Nói chung là Cú Ca cũng hiểu nó nói gì anh em mà. Đúng không nào? Nói chung là không có hiểu nó nói gì, nhưng mà tư duy ở đây là gì? Chúng ta sẽ đơn giản hóa cái khái niệm về tư duy nha anh em, đơn giản hóa lại tư duy. Tư duy là gì? Cú Ca ví dụ đi, thay vì định nghĩa nó một cách dài dòng á, thì chúng ta sẽ ví dụ nó là gì? Cú Ca ví dụ thị trường đang có những cái pha giảm xuống nha anh em. Cú Ca ví dụ như bên này đi, chúng ta sẽ phát hiện ra thị trường có những cái pha giảm đúng không nè, và nó giảm rất mạnh ở những giai đoạn này đây, và sẽ có những người á ở bên này á thì không mua được nha anh em, nhưng mà khi bắt đầu thấy giá nó đâm xuống á thì họ tư duy là gì? À, giá rẻ quá, tôi mua Bitcoin. Đó. Và thường họ, những người này á, vì họ không chế được lòng tham, họ sẽ mua nhiều. Đó.
đó là tư duy đúng không, tư duy giá rẻ, tư duy giá rẻ đúng nè. Nhưng mà một cái tư duy đây là tư duy gì, tư duy sai, vì anh em đang mua ở gì, mua Dow Jones và không biết khi nào nó sẽ tăng lại và không biết là anh em sẽ bị chia mấy. Anh em nên nhớ là trong một cái sóng giảm nó sẽ giảm tiếp, như vậy tư duy đúng là gì, thị trường đang giảm thì sẽ giảm tiếp, ví dụ như vậy. Và tư duy đúng là gì, không cản tàu đúng không nè. Đó, như vậy tư duy là một cái gì đó nó đơn giản lắm anh em à, nó đơn giản, nó rõ ràng, nó là gì, nền tảng anh em à. À, anh em luôn muốn học phân tích kỹ thuật nhưng mà anh em không thể xây được một tòa lâu đài trên một cái nền bùng lún cả anh em à. Nếu cái tư duy của anh em nó đánh mất rồi á thì anh em biết rồi, phân tích kỹ thuật á nó sẽ luôn luôn anh em sẽ nhìn thấy hai chiều, một chiều tăng đúng không và một chiều giảm. À, tức là trong mắt anh em khi anh em nhìn thị trường á, anh em sẽ tìm ra đâu đó có một cái tín hiệu tăng, anh em sẽ tìm ra đâu đó trên khung thời gian nào đó sẽ có tín hiệu giảm. Nhưng mà cái tư duy nó cho anh em biết là gì, ơ tăng là tăng của khung gì đúng không, khung gì, giảm là giảm khung gì đúng không, thì cái tư duy nó đưa ra một cái quyết định là gì, thì ra là khung thời gian một quýt thì tăng, khung thời gian một d thì giảm. Như vậy cái giảm là cái ngắn hạn, ta sẽ ăn thành một quýt, thì cái tư duy của chúng ta là ăn sóng dài đúng không nào, cái tư duy nó sẽ dẫn dắt cái hành vi của chúng ta đúng không nào. Như vậy thì trong lúc thành một d nó giảm chúng ta sẽ mua vào, ví dụ như vậy. Đây là đương nhiên khi nó giảm như thế nào nữa, nếu mà nó giảm một cách nguy hiểm thì chúng ta sẽ không vào, nếu nó giảm một cách bình thường nó đi những con sóng sideways nó kiểu nó cứ cứ rì 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 như thế thì chúng ta mua vào kiểu như vậy. Thì những cái này chúng ta sẽ học sau nha anh em, nhưng cái tư duy nó sẽ soi sáng cho anh em hành vi mình là gì. À, nó sẽ đưa ra cái chiến thuật. À, như vậy đối với Kuka cái tư duy là cái gì đó quan trọng nhất nha anh em. Nhiều anh em á cứ xăm soi phân tích kỹ thuật, nào là các đường trung bình, nào là RSI, rồi đánh nhau một hồi với thị trường phát hiện ra thua mất rồi. Thua là thua ở tư duy anh em à. Đó, thì cái tư duy sẽ là cái thứ mà chúng ta sẽ học trong 1 2 buổi tới nha anh em. Chúng ta sẽ học rất nhiều về tư duy. Và khi mà chúng ta vững về tư duy rồi á thì cái phân tích kỹ thuật nó dễ lắm anh em à. Còn cái tư duy mà hỏng rồi á, anh em cứ chạy phân tích kỹ thuật rồi anh em nhảy từ hệ thống này qua hệ thống kia, anh em có nhảy thêm 10 năm nữa đảm bảo anh em cũng không chiến thắng được. Chiến thắng của anh em là ngắn hạn, dài hạn vẫn là thua thôi đúng không. Đó, thì đó là về mặt tư duy, Kuka sẽ cung cấp cho anh em một hệ thống tư duy về thị trường và về những cái tư duy đúng của một nhà đầu tư hoặc là đầu cơ. À, và tư duy là cái thứ mà từ từ anh em sẽ hiểu nó sức mạnh nó như thế nào nha. Không có tư duy thì phân tích kỹ thuật chỉ là một cái mớ rác thôi anh em à. Cam kết với anh em không, nếu mà anh em không tập trung vào cái phần tư duy á, anh em sẽ nói ê thôi bỏ qua cái này đi ha. Kuka dạy thì kệ Kuka, tao thấy gì hay thì tao học cái đó. À, thì anh em sẽ hối hận nha. Thì ở đây Kuka nói luôn một cái phần như thế này này. Có một cái quyển sách mà Kuka tâm đắc ha. Ngày xưa thì Kuka học làm YouTube đó anh em à. Từ một người bạn, người bạn. Thì cái người bạn này chỉ cho Kuka từ A tới Z luôn. Người bạn này nói á, mày làm theo tao đi. Đảm bảo là 3 tháng sau mỗi tháng kiếm 1.000 đô la. À, đây là một cái lời mà chưa có một vị thầy nào ngày xưa Kuka học mà dám tuyên bố như vậy. Nhưng mà người bạn của Kuka dám tuyên bố vậy. Và khi bạn chỉ của Kuka thì của Kuka nghĩ gì, tao sẽ sáng tạo, tức là cái người bạn của Kuka dạy A, nó dạy A thì của Kuka A cộng thêm 1 vô, nó dạy B thì của Kuka B cộng thêm 2 vào, tức là chưa chưa giỏi mà đã sáng tạo rồi. Của Kuka cứ thấy ê, hình như chỗ này mình thấy có thể làm tốt hơn nó, cách chỗ này có thể mình làm giỏi hơn nó là cái người khổng lồ mà đứng trên vai nó. À, luôn tưởng tượng như vậy nhưng mà thật ra là gì, sai anh em à. Làm 3 tháng không ra kết quả thì bắt đầu mới 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 hỏi nó thì nó mới chỉ cho mình thấy vì sao là mình không ra kết quả. Và cuối cùng của Kuka quay lại là gì, làm giống 100% bạn thì lúc đó kết quả mới xuất hiện. À, như vậy nếu anh em đã tin tưởng của Kuka thì trong những giai đoạn đầu, trong 1 tháng chúng ta sẽ học với nhau thì có cái gì anh em lượm cái đó xài. Rồi có thể những cái phần kiến thức đó anh em sẽ thấy là gì, chưa chắc nó đã hay lắm. À, tao có cái này tốt hơn, nhưng mà anh em cứ ghi lại đi ha. Đôi khi những thứ mà anh em không muốn nghe là thứ có lợi cho anh em. À, anh em nhớ điều này.
À, nhiều người nói thôi để vô học của ca lắp được cái gì lắp đúng nè, rớt được cái cục gì là mấy cục đó, nhưng mà thật sự nếu anh em đã theo của ca ở đây á thì nó là một bộ combo anh em à, combo nó đi chung với nhau thì nó sẽ tạo ra kết quả, còn nó đi một mình á nó chả là gì cả anh em, nó sẽ bổ sung lẫn nhau. À, anh em ví dụ anh em thấy trên đồ thị của ca nó có RSI nè, trên đồ thị của ca có RSI và sau đó nó có cái đường trung bình trên RSI, cái đường trung bình đó sẽ vừa vặn nó hợp với cái đường trung bình trên giá. À, nhiều ông nó lấy cái đường trung bình trên RSI của K còn trên giá để MA 3089 gì đó, 3489 gì đó theo cái cách của anh em thì hai cái này nó sẽ không đi chung với nhau được đúng không nè. Thì tất cả những cái gì đó của K đã nghiên cứu và lựa chọn những thông số tốt nhất rồi. À, vui lòng không sáng tạo nha anh em, sáng tạo khi anh em kiếm được tiền anh em muốn làm gì làm, còn khi anh em chưa kiếm được tiền vui lòng làm đúng 100%. Cái này, cái tư duy này của ca đọc được trong một quyển sách ha, là nhà bán hàng vĩ đại nhất thế gian ha. À, anh em có thể tìm cái cuốn này nè, đây nè anh em à, cuốn này cực kỳ hay nha anh em. Thì quyển này nó nói như thế nè: ngày hôm nay tôi sẽ hái nho từ cái chùm nho cao nhất nha anh em, hái nho từ chùm nho cao nhất và tôi sẽ ăn cả hạt giống của quả nho, tức là tôi sẽ cắn nuốt cả thịt nho và hạt nha, không chừa một cái gì cả nè, để cái hạt giống của quả nho nó nảy mầm trong lòng tôi. Nè, một cái câu này tuy nó đơn giản nhưng mà thật sự của ca nghĩ mất 3 tháng nó mới ra được là gì, là chúng ta phải lụm tất cả anh em mà, và hãy hái nho từ cái chùm nho cao nhất nha anh em. Nó cũng giống như là khi anh em đi học một cái gì đó anh em nên chọn người thầy giỏi nhất. Thì ở đây của ca cũng không dám khẳng định mình là người thầy giỏi nhất nha, giỏi thứ hai thứ ba gì thì còn dám, nhưng thứ nhất là không không dám. Thì ở Việt Nam mình nó có một số người thầy thì Cú Ca sẽ gợi ý với anh em, à, anh em nào có thể muốn cái con đường tài chính mình đi được xa hơn và vững vàng hơn, anh em có thể tìm những người thầy giỏi nhất ở Việt Nam. Thì Cú Ca thấy có một số người thầy giỏi đó là gì, một là anh Đình. À, Cú Ca đã học anh Đình khoảng 3 khóa và hiện tại đang học một khóa nha anh em, sự học là không bao giờ kết thúc nha anh em. Anh Đình có khoảng đâu đó 15 đến 25 kinh nghiệm ha, anh em học thì đừng có nói là Cú Ca giới thiệu ha, bí mật nha anh em. Rồi người thứ hai là Hoàng Linh nha anh em. Hoàng Linh thì khóa học rơi vào đâu đó khoảng 5.000 đô, nhưng mà 5.000 đô thì cô ca nghĩ anh em chỉ một mùa đu đỉnh là anh em mất hơn 5.000 đô rồi đúng không nào, tiền nào của nấy nha. Đó thì cũng không bao giờ nên nói ai là người giới thiệu cả, tại vì anh em tự lo nha. À, anh Đình thì khoảng 4.000 đô. Đấy thì đó là những người thầy số 1 mà cô ca có thể tìm ra ở Việt Nam này nha anh em. Còn những người thầy khác ví dụ như Mark Minervini ha, thì ông này đôi khi 10.000 đô anh em mới có cái khóa một năm của ông ta được. À, nhưng mà những cái này thì ảo lắm anh em ạ, à, ảo lắm. Quốc ca có tham khảo nhưng mà về mặt người nước ngoài dạy tiếng Anh thì nó cũng khó mà tiếp cận đó. Thì ở đây là hai cái người thầy gọi là trụ cột mà cái phương pháp quốc ca được ảnh hưởng rất lớn từ hai người thầy này nha anh em. Như vậy ở đây cái tư duy chúng ta là gì, lượm nguyên combo nha anh em, đừng có xé lẻ ra, kiến thức quốc ca xé lẻ ra không dùng được đâu nha anh em. Đó, và cam kết cho anh em là chúng ta sẽ có full combo để xài. Được anh em. Rồi. Tiếp theo về mặt sau khi chúng ta biết về tư duy á thì chúng ta sẽ đi tiếp về phần kiến thức nha anh em. Kiến thức. Thì kiến thức chúng ta sẽ học cái gì anh em? Đương nhiên là sẽ có phân tích kỹ thuật. À, tư duy là một cái gì đó đơn giản lắm anh em ạ. À. Đúng không? Tư duy là một cái gì đó đơn giản lắm. Ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ cũng là một tư duy đúng, đúng nào? À, làm việc nghỉ ngơi hợp lý đó cũng là tư duy đúng, nhưng mà kiến thức á, thì nó đào sâu hơn anh em à, kiến thức nó là một cái gì đó nó chi tiết hơn, ví dụ như hỗ trợ kháng cự này, đâu là hỗ trợ mạnh, đâu là kháng cự mạnh đúng không, rồi đâu là những cái vùng mà giá nó có thể về đúng nào, tiếp theo là gì, à, khi nào thì nó dấu hiệu đảo trend, khi nào là dấu hiệu vào trend, khi nào là dấu hiệu trend đang mạnh, thì chúng ta rất kỹ kỹ về cái phần phân tích kỹ thuật này. Và cái chỉ báo chính của cây dùng là RSI ha, đường trung bình chỉ là phụ họa thôi, cái chính vẫn là RSI nha anh em. Rồi đó là mặt kỹ thuật, đương nhiên có những kiến thức về kiến thức thị trường, ví dụ lý thuyết Dow này. À, lý thuyết Dow anh em đảm bảo học trên mạng không không ra gì đâu anh em. À, cái thứ hai là gì, à, lý thuyết ba giai đoạn cũng nằm trong lý thuyết Dow đúng không. Rồi anh em sẽ được những cái kiến thức về thị trường rất là quan trọng ha, kiến thức nền tảng thị trường. À, như vậy anh em nào mà cứ chăm chăm vô phân tích kỹ thuật thì chỉ học khoảng 20% thôi ha. Nhưng mà cái này lại là cái phần của cái dạy nhiều nhất ha, vì nó khó nhất.
khó nhất. Nhưng mà đảm bảo là gì? Sau khoảng 10 buổi là anh em tự phân tích được. À, có điều chưa tự tin thôi, nhưng mà phân tích sẽ đúng. Còn phân tích đúng ăn tiền hay không là cẩn thận nha anh em. Nói trước với anh em là gì? Phân tích đúng chưa chắc ăn được tiền ha. Ông nào mà cứ tưởng đâu mình giỏi vô vô thị trường nó vẽ ra đó. Rồi đó là về mặt kiến thức nha anh em. Kiến thức thì nó chi tiết hơn. Và anh em nên nhớ này, kiến thức đó, nó phải nằm ở cấp độ hành động nha anh em. Đây, kiến thức ở cấp độ thực hành nha anh em. Kiến thức nó có nhiều loại lắm. Kiến thức để múa lửa ha. Kiến thức múa lửa là gì? Ví dụ như thằng nào à, đi uống cà phê với bạn, ê mày biết thị trường tài chính không? Tao biết về Bitcoin, Bitcoin là công nghệ của thế giới này, là blockchain nè. À. Ngồi nói một rừng, cuối cùng hỏi ê mày làm được gì với kiến thức đó? Tao không biết. Thì đó là kiến thức múa lửa nha anh em, ở giai cấp độ 1. Kiến thức đó gọi là cấp độ vẹt đó anh em, à cấp độ vẹt đó. Có một cái kiến thức nữa là à, hình như có một cái gì đó anh em nhận thức một cái gì đó, ví dụ như là ê, hình như Bitcoin sắp halving à, anh em chỉ biết lơ mơ như vậy thì đó gọi là biết à. Còn cái này gọi là hiểu nè. Ở cấp vẹt là anh em đã hiểu rồi nè, là đây là cấp 2 rồi nè, đây là cấp 1 nè. Anh em không biết sự tồn tại như nào đó thì Kuka giới thiệu anh em có một cái sự tồn tại nào đó. Ví dụ Kuka nói ở trên sao Hỏa có một cái loài sinh vật nào đang sống. Ví dụ anh em hồi giờ đâu biết sao Hỏa có sinh vật không, thì khi Kuka giới thiệu trên sao Hỏa có sinh vật thì anh em ở cấp độ biết là anh em biết thôi. Nhưng mà khi mà anh em hiểu à, sinh vật đó là loài có cánh ha, nó sống trong lòng đất nhưng mà khi nó bay lên thì giống như ve sầu chẳng hạn, thì đó là ở cấp độ hiểu. Thì cấp độ hiểu cũng chả áp dụng nha anh em, cấp độ 1 và cấp độ 2 á nha anh em, nó là cái thứ để múa lửa thôi, nó không có tác dụng gì anh em. À anh em cầm hai cái này vô thị trường nó vẽ ra không còn cái răng ha. Nên là kiến thức nó phải nằm ở cấp độ hành động, tức là anh em phải áp dụng được cái kiến thức đó lên trên thị trường, lên trên đồ thị, chứ không phải là chỉ nói mồm, đúng không nào? Đó thì cái kiến thức này anh em phải đạt được cấp độ của sự hành động chứ không phải cấp độ của sự múa lửa nha anh em. Đó rồi sau cái phần kiến thức á, nó sẽ là phần chiến thuật à. Không có chiến thuật á thì anh em cũng chưa chắc win được đâu. Nhiều khi anh em bắt được một cái lệnh tốt nhưng mà một hai ngày anh em chốt mất cũng không ăn được, đúng không nào? Chiến thuật nó giúp anh em là gì, xác định gì, mình đánh trend hay là đánh sideways, đánh khung nào lớn hay nhỏ. À, ví dụ như mục tiêu kỳ vọng à, đúng không nào? Khi anh em đánh một khung thời gian lớn, cái cách ứng xử anh em khác, cái cách mà anh em vào lệnh nó khác. Khi anh em đánh những khung thời gian nhỏ, cái cách chúng ta hành xử nó khác. Như vậy cái chiến thuật nó giống như anh em đánh trận, mà giống như ngày xưa Tam Quốc Diễn Nghĩa và anh em à, anh em lên chiến thuật xếp đội hình như thế nào, dụ địch qua khe núi như thế nào à, tất cả phải rõ ràng nha anh em. Sự rõ ràng trong chiến thuật á thì nó mới giúp anh em đi xa được. Còn không á, ngày hôm nay mới vô kèo thiệt đẹp, nói ê tao muốn ăn con sóng tháng, tao sẽ gồng 2 năm à, hôm nay mới nói vậy ngày mai chốt mẹ mất, thì đó là gì, không rõ ràng trong chiến thuật, đúng không nè? Như vậy để có chiến thuật đúng thì anh em phải xác định đúng trend à, xác định được cái trend, và khi có trend rồi á, phải hỏi nó là khung nào để anh em có chiến thuật gồng hợp lý. Và trend thì nó có mạnh hay yếu nữa, đúng không? Trend thì mạnh hay yếu nữa à, trend mạnh hay yếu, thì sau này của ca sẽ nói anh em nói về tính quán tính và đồng thuận à. Đó là những cái thứ chúng ta sẽ học về chiến thuật à. Như vậy khi vào lệnh á thì anh em sẽ gặp những cái khung thời gian lớn nó vô sóng, thì khung lớn nó chạy như con rùa anh em à, khung lớn nó chạy chậm lắm đó, và chúng ta phải rất kiên nhẫn. Như vậy khi khung lớn nó chạy thì anh em bớt nhìn đồ thị ha, bớt nhìn đồ thị, và sao kế hoạch đi vốn từ từ, đúng không nào? Rải vốn từ từ. Ví dụ như Cú Ca đánh khung H1, Cú Ca vô lệnh một cái một à, nhưng Cú Ca vô lệnh khung tuần Cú Ca chia ra 7-8 lần là đó, để chi, để chúng ta có một cái giảm áp lực về tinh thần nha anh em. Cái thứ hai là thấy tiền mà nó tụt nhanh quá cũng dễ là sót, nên là chúng ta phải từ từ bình tĩnh. Như vậy cái chiến thuật á, nó mới giúp anh em đi xa được nha anh em. Ví dụ như anh em vô sóng H1 đúng không nào, thì anh em sẽ chốt theo H1 đúng không nào? Nhiều ông á, Quốc Ca thấy có cái lỗi là gì, đánh sóng nhỏ mà gồng mà gọi đòi ăn lớn, đánh nhỏ đòi ăn lớn. Nhiều khi anh em đánh nhỏ anh em chưa ăn được mà đánh nhỏ đòi ăn sóng lớn, đúng không nào? Thì khi khi đó nó xảy ra hiện tượng gì, ăn được 3-4 giờ gì đó xong nó quay lại gì cánh tập lót đó, làm cho anh em rất là hụt hẫng đúng không? Đây là tổn tổn hao tâm lý đúng không này. Thì cái chiến thuật nó giúp chúng ta điều chỉnh cái hành vi của mình
đúng nè. Và cuối cùng là tâm lý. À, tâm lý thì thường cũng ca rèn khoảng 6 tháng nha anh em, kèm với chiến thuật và tâm lý chúng ta sẽ rèn khoảng 6 tháng. Nhưng mà không biết có rảnh nổi 6 tháng để mà rèn của anh em không, nhưng mà trước mắt là cam kết 1 tháng cái đã ha. Thì cái tâm lý này nó là cái gì? Cái tâm lý sở dĩ nó sinh ra nó từ cái việc anh em tham, đúng nè, và vô kỷ luật, đúng nè. Chỉ có hai cái thứ này nó hành hạ anh em thôi. Tham, tham là anh em biết rồi, anh em nào thi đạo Phật thì biết rồi, tham sân si, đúng nè. Cái sự tham lam á nó sinh ra sự giận dữ nha anh em. Thì anh em tham lên đúng không, ví dụ bây giờ anh em thấy Bitcoin tăng nè, đúng không, anh em thấy Bitcoin tăng thì anh em nghĩ bây giờ tao mua Bitcoin tao ăn ít quá thôi, tao bây giờ tao nhảy qua altcoin đi, ví dụ như cái con Cbun gì đây, đây tao mua con Cbun nó bay 14% rồi, tao mua con đây che ra rồi đúng không, anh em lại đổ tiền vào những coin rác đúng không nè. Thì sao, thì khi coin rác nó không tăng mà nó chia hai chia ba thì sao, ví dụ như con này từ dưới đỉnh nó chia nè anh em thấy không, hơn chia hai đúng không, chia ba luôn đó anh em, à chia ba luôn á, từ 0,3 rớt xuống 0,1 chia ba. Như vậy thị trường không như ý anh em, lòng tham nổi lên khiến anh em làm linh tinh xong á thị trường nó không như ý, bắt đầu giận lên, giận thì nó sinh ra gì, si là gì anh em, anh em comment giúp Cú Ca, si có nghĩa là gì anh em comment giúp Cú Ca, si có nghĩa là gì anh em, anh em biết tham sân si là đúng rồi cảm ơn Lộc. À, si là ngu si đúng không nè. Thì từ cái giận nó làm cho chúng ta bị đầu óc chúng ta đâu có làm chủ nữa đâu đúng không nè. Thì khi đầu óc không làm chủ thì chúng ta lại trở lại cái vòng vòng lặp là gì, hành động ngu ngốc à, hành động ngu ngốc thì tự hủy thôi đúng không nè. Thì cái vấn đề đó là vấn đề tâm lý. Và thứ hai là vô kỷ luật. Vô kỷ luật là gì, đặt ra là gì, tao sẽ SL 1% tài khoản, tao sẽ SL 10% tài khoản, mình đặt ra nhưng mà cuối cùng sao, gồng âm 50% tài khoản đúng không? Anh em có để ý không nè, mình đặt ra là gì, tối đa là lệnh này ta mất 10% tài khoản thôi, nhưng mà cuối cùng lòi ra âm 50% tài khoản. Lúc đầu kỷ lục 1% tài khoản, một hồi thấy một ngày bay 20% tài khoản, đó là sự vô kỷ lục. Mà nguyên nhân của sự vô kỷ lục á, đương nhiên nó từ tham sân si rồi, mà nó còn một cái nữa là gì, anh em không rõ mình đang làm gì à. Vì sao, vì anh em không có một cái combo đúng đắn để soi thị trường. À, ngoài cái combo để đánh à, ngoài combo để đánh thì chúng ta còn combo gì đi, để thủ, combo đứng ngoài à. Tại sao đứng ngoài quan trọng à, đây là một cái tư duy rất quan trọng này thị trường á anh em à, đây là một cái công thức mà rất là quan trọng nha. Công thức này á là công thức 226 à, công thức 226. Thị trường chỉ có 20% là rõ ràng và lượm được tiền dễ dàng đúng không nào. Warren Buffett có nói là gì à, thị trường như một quý ngài á, có lúc thì ông ta điên điên cuồng tăng giá à, gào thét đòi mua những cái thứ, rồi bán những thứ rẻ mạt với giá rất cao, nhưng mà có lúc anh ta rất là hiền lành và chấp nhận bán cả một ngôi nhà với giá chỉ vài hạt thóc thôi đúng không nào. Thì thị trường lúc nó rõ ràng và dễ lượm tiền á, thì đây là cái lúc mà mình phải đánh này, đánh mạnh. Nhưng mà sẽ có 20% nó thấy được nhưng rất khó lượm tiền à. Nhà anh em 20% anh em thấy được, ví dụ như bây giờ Cú Ca đoán là gì, à Bitcoin đang tăng mà nó sẽ tăng tiếp thôi, nhưng mà altcoin có chắc nó đã tăng không anh em, altcoin chưa chắc đã tăng. Như vậy Cú Ca thấy được Bitcoin tăng nhưng chưa chắc altcoin đã tăng đúng không nè. Hoặc là gì, Cú Ca thấy được Bitcoin tăng nhưng mà chưa chắc là đã test được đỉnh đúng không nè. Thì đó là những cái thứ mình thấy được nhưng chưa chắc làm được tiền à. Ok, thấy được nhưng chưa chắc làm được tiền. Cái thứ ba là gì, 60% là thị trường sideways khó đoán à. Cái đoạn này là cái đoạn đánh nhanh thắng nhanh, đánh nhanh rút gọn đúng không, và nếu mà chưa giỏi thì mình có thể đứng rồi được anh em, đứng rồi đó. Thì cái tư duy này á, để anh em hiểu là gì, cái sự rõ ràng của thị trường nó chỉ 20% à, còn lại là những cái thứ dễ làm mất tiền nha anh em. Có những người á đánh cái vùng trên á à, có những người đánh trên nó ăn được một mớ rồi đúng nè, nhưng mà khi tới cái vùng sideways bắt đầu trả lại sạch không còn một xu nào hết đó. Có những người đánh sideways á thì ăn được một mớ rồi, nhưng mà khi thị trường vô trên á nó đi qua đi lại nó bồng hai đầu một hồi anh em cũng không ăn được đúng nè. Đó
Thì đó là một cái tư duy quan trọng. Như vậy những cái phần tư duy á, hy vọng á, có những cái tư duy nó ngược với cái cách anh em đang làm. Ví dụ như tư duy vào lệnh phải top loss, tư duy gồng như thế nào, tư duy có chốt cắt lỗ như thế nào đó. Tư duy về sự rõ ràng của thị trường. Thì hy vọng anh em á, thấy cái gì đó nó không vừa ý mình ha, thì cũng cứ ghi lại. Vì một ngày nào đó anh em sẽ thấy, nếu anh em dùng nguyên cái combo thì nó sẽ có tác dụng nha anh em. Ok, cảm ơn Nguyễn Khuyến nha. Rồi, như vậy cái tâm lý giao dịch đó nha anh em, thì có thể nói một cái từ đó là móng chó nha anh em. Móng chó ha. Thứ này là cái thứ cuối cùng anh em phải vượt qua. Thì chia sẻ với anh em về cú ca vượt qua cái môn này bằng cách đọc sách anh em ạ. Đọc sách, những quyển sách tuyệt vời, những người thầy tuyệt vời trong sách đó, nó giúp mình cân bằng đời sống ha, cân bằng tâm lý ha. Khó mà có thể nói tại sao đọc một cuốn sách về chuyện, đọc một cuốn sách về tâm lý học, đọc một cuốn sách về gia đình hôn nhân, đọc một cuốn sách về nuôi dạy con, nó lại giúp cây tốt ha. Nhờ học nuôi dạy con ha, đó ví dụ như vậy. Anh em đừng coi thường những quyển sách nha anh em. Anh em sẽ tìm thấy được những gợi ý ở sắp khắp nơi xung quanh mình nha anh em. Thì chiến thắng cuối cùng là đây, là anh em phải vượt qua bản thân mình. Có những lúc anh em thấy quả nó ăn 10-10, anh em cũng không được tăng voi quá lớn. Cũng không được ráng mà đuổi theo kèo, đúng nào. Thì cái mấu chó nó là cái thứ mà anh em sẽ có những cái công tắc để mà tắt nó đi, đúng nào. Rồi. Thì thường thường á là Cú Ca sẽ có 6 tháng để mà hướng dẫn mọi người cái cách mà chống lại cái tâm lý này, và cùng anh em, tức là anh em sẽ có nhiều loại nhóm máu lắm. Anh em nào biết DISC nè, chúng ta sẽ có rất nhiều kiểu người ha. Kiểu người hổ báo, nóng nảy đúng không? Kiểu người gây ảnh hưởng đúng không nào? Kiểu người thiên về loài người, kiểu người cứng nhắc, kiểu người rập khuôn đúng không nào? Có rất nhiều kiểu người, và mỗi kiểu người thì sẽ phải ứng xử với bản thân mình khác nhau và quản lý cái tâm hồn mình khác nhau. Có những người của ca, có những cái bạn nữ học của ca, bạn dễ dàng quản lý được bản thân mình. Một tháng bạn đánh 4 5 lệnh thôi. Bạn có một bạn nữ đang cầm quỹ FTMO 50k. Và một tháng vô 3 4 lệnh thôi anh em ạ. Kiếm kiếm 2 3.000 đô dễ dàng. Và bạn cũng không hề quan tâm là những cái sự nhỏ nhặt trong thị trường, bạn đánh H4 trở lên thôi. Ví dụ như vậy. Thì đó cũng là một cái kiểu người, nó thiên về có thể là bạn nhóm S chẳng hạn, ví dụ như vậy. Bạn đơn giản lắm. Nhưng mà mấy ông máu D này, mấy ông máu D là mấy ông thích thống trị này, dominant này, đúng không nào? Thì mỗi lần mà mấy ông điên lên, mấy ông la hét, mấy ông đập phá, đúng không nào? Mấy ông mất kiểm soát rất là dễ. Thì mấy ông này là cái máu chó nặng nhất này. Đó. Thì tùy vào cái tùy vào mỗi người mà chúng ta sẽ có một cái giải pháp khác nhau. Như vậy thì thường thường sẽ có cái quá trình khoảng 6 tháng nha anh em, khoảng 6 tháng thì chúng ta sẽ gỡ được những cái vấn đề đó từng người một nha. Rồi, như vậy thì cô ca sẽ hướng dẫn anh em những cái cách cơ bản để kiểm soát cảm xúc của mình. Nhưng mà chắc chắn là gì, chúng ta phải vững về mặt gì, tư duy ha. Đi từ tư duy, đi từ kiến thức, đi từ tâm, đi từ gì, chiến thuật. Thì lúc đó kỷ luật quản lý vốn các kiểu thì tâm lý nó mới mượt được anh em à. Còn anh em nào mà cứ nghĩ vô thị trường đánh nó lụm tiền thì đảm bảo anh em sớm muộn gì cũng bị nó loại bỏ thôi, được anh em nè. Anh em, như vậy thì đó là cái tổng quan của khóa học. Chúng ta sẽ học vào lần lượt bốn cái này, và những cái buổi đầu thì chúng ta sẽ đi nhiều về cái tư duy một chút nha anh em, để chúng ta có một cái tư duy đúng thì anh em làm gì cũng dễ ha. Làm gì cũng dễ anh em à. Mà những cái tư duy đúng anh em đôi khi Cú Ca hướng dẫn anh em về thị trường, nhưng mà đâu đó anh em ra ngoài anh em thấy cái tư duy này dùng ở khắp mọi nơi ha. Tư duy đúng nó như một cái gì đó luôn đúng anh em à, và rất dễ hiểu ha. Phần tư duy thì rất dễ hiểu nha, nhưng mà tới phần kiến thức đó, là mấy ông phải nổ não nha, được không? Thì bây giờ nhắc luôn anh em nè, bây giờ Cú Ca có một câu hỏi dành cho anh em nè. Bao nhiêu anh em đang dùng bản Trading View trả phí? Comment cho Cú Ca số 1. Ai dùng free comment số 0 nè. Ai dùng trả phí comment số 1. Ai dùng free comment số 0. Ok.
Như vậy cái phần phân tích kỹ thuật đó, của Kha sẽ dạy khoảng 4 5 buổi gì đó nha anh em. Thì cái phân tích kỹ thuật của Kha dùng những cái chỉ báo nâng cao như thế này á, là anh em phải mua bản bản quyền thì anh em mới add vào được nha anh em. Được không? Còn nếu anh em nào chỉ muốn học về tư duy, về chiến thuật, về tâm lý gì đó thì anh em có thể bỏ qua cái đoạn này. Có những anh em sẽ chơi dài hạn, nhưng nếu cần thiết thì anh em khuyên anh em là mua riêng ha, đừng góp chung mua. Anh em nghĩ đi, mình bỏ tiền ra mình đầu tư, mình có thể bỏ ra hàng trăm triệu để mình đầu tư với thị trường, mà bỏ ra 1 triệu 2 triệu mua bản quyền mà anh em còn sợ thì thôi á, khả năng là không khá được nha anh em. Đó, Diệp Đào có mua 280 đô một năm premium này đó. Có nhiều anh em, nếu anh em coi thường cái nghề đầu tư á, anh em không dám đầu tư 1 2 triệu để mà anh em mua bản quyền đó. Của Ca không cần bản quyền lớn đâu, anh em chỉ cần Essential là được ha. Premium đôi khi anh em dùng không hết tính năng của nó đó. Và Diệp Đào đã canh cái Black Friday để mua này, thì bây giờ anh em có thể mua 1 tháng cũng được ha. Vì anh em nếu không mua bản quyền thì không thể dùng chỉ báo của Ca được, vì chỉ báo của Ca rất là nhiều ha. Anh em phải add lên đồ thị và anh em phải vẽ đường trung bình trên RSI nữa, nên là em dùng BC ha. Cú ca đang dùng BC này anh em à. Anh em phải tìm cách nha anh em, anh em phải tìm cách chứ đừng tìm lý do nha. Đó, anh em có nghĩ mình sẽ có thể bỏ hàng trăm triệu hàng tỷ đồng vô thị trường này mà mua cái phần mềm để đọc đồ thị mà không có thì chắc cũng hơi buồn đúng không nào? Thì chúng ta cố gắng mua cái bản quyền ha, mua bản quyền để chúng ta có thể áp chỉ báo. Còn anh em nào nếu không muốn quan tâm tới phân tích kỹ thuật thì thôi nha anh em. Chỉ anh em nào muốn đi sâu về phân tích kỹ thuật thì mới nên có cái premium, những cái bản quyền từ từ Essential là được rồi, Pro cũng được rồi, không cần phải lên premium như ông Diệp Đào, nó sẽ tốn tiền nha anh em nha, và chưa chắc anh em đã dùng hết được. Nhưng mà nếu anh em lên premium thì anh em share được, nhưng mà cố ca nghĩ là dùng một mình cho nó tiện, anh em mà share qua share lại cho nó phiền, có mấy trăm ngàn là anh em xài được mấy tháng rồi đúng không nè. Đó, thì một cái tư duy quan trọng là gì, đôi khi anh em phải nghiêm túc với cái việc mình đang làm nha anh em. Anh em muốn đầu tư cho nó hiệu quả thì anh em cũng phải trả phí cho phần mềm nhé, đúng nè. Đó, Cú ca khuyên là không nên mua những cái trang web khác, tại vì cái trang web khác Cú ca không làm chủ được nha anh em. TradingView thì Cú ca dùng lâu năm rồi thì Cú ca quen, chứ mà những trang web khác thì Cú ca chịu ha. TradingView.me thì chắc cũng khả năng là của thằng TradingView thôi. À, chắc thằng này nó nhưng mà Nguyễn Đức Hậu, Quốc ca khuyên với bạn như thế này nha, tốt nhất là cái gì đó bạn nghiên cứu được thì bạn làm ha. Còn Quốc ca chỉ biết được bên TradingView thôi ha, nên là Quốc ca sẽ không đi nghiên cứu thằng TradingView.me làm gì cả ha. Bây giờ Quốc ca đang xài nó quen và Quốc ca cũng không có tiền để lại tìm cái mới, và thấy cái mức giá này nó quá hợp lý anh em à. Đó, thì tùy anh em nha. Anh em mua TradingView.me gì đó thì Cú Ca không cam kết là giúp anh em cài được chỉ báo được nào, chỉ có TradingView thì Cú Ca copy cái chỉ báo nó rất là nhanh thế thôi. Rồi, đồng đồng ý hay không thì Cú Ca không biết, anh em tự quyết định nha, cái đó là tự quyết định. Rồi đó, khi mình đầu tư một cái gì đó thì mình nên nghiêm túc một chút ha. Nhiều ông cứ nói để thôi, để từ từ, để thăm dò coi thử làm sao, rồi tới chừng xuống tiền thì xuống cả tỷ đồng mà kiến thức thì bằng không, đúng nào. Đó là một cái gì đó mà Cú Ca nghĩ trong cái tư duy chúng ta, đôi khi chúng ta tiết kiệm tiền nó không đáng anh em à. Đó, thì thằng TradingView ok đó. TradingView anh em cẩn thận những cái trang hôm bữa Cú Ca nó nghe nói là gì, để cài được TradingView trên những trang nào đó thì phải cài một cái extension vào, thì khi anh em cài một cái extension vào á, có thể nó sẽ đánh cắp những cái ví MetaMask của anh em, hoặc là những thông tin password mật khẩu gì đó. Tốt nhất thì đừng có nên cài lên Talentin lên nha, Cú Ca nói rồi đó. Của rẻ là của ô nha anh em, cẩn thận nha. Được không nào? Rồi, ok, tiếp nha. Như vậy qua cái phần tổng quan những khóa học này á, có 4 cái phần mà Cú Ca sẽ đi rất sâu với anh em, và không biết sẽ bao nhiêu buổi. Thì anh em có ý kiến gì không nào? Chúng ta sẽ đi hết 4 cái phần này, anh em có ý kiến gì không nào?
Anh em nào muốn ý kiến thì bật cái mic lên, Cố ca mở mic lên cho nói nè. Còn nếu không thì comment số 1 chúng ta tiếp tục qua cái nội dung mới. Hy vọng anh em chơi hết mình với Cố ca nha anh em. Anh em càng mạnh mẽ thì Cố ca dạy càng lâu. Anh em xìu xìu 3 4 bữa nghỉ. Đúng nè. Mình làm một việc gì đó mà mình thấy nó không có nhiều giá trị thì mình sẽ kết thúc nó rất là nhanh. Còn mình làm một cái việc đó thì mình cảm thấy nó tâm huyết anh em mà. Có thể anh mình có thể làm được nó rất là lâu nha anh em. Như vậy thì năng lượng Cố ca là nhờ vào anh em nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói điểm sơ qua về cái phần khảo sát mà anh em vào khóa học á, thì Cố ca thấy á, thì đa số á, là đánh crypto nha anh em. Nhưng mà có một số ông á, là đánh thêm forex và đánh thêm chứng khoán. À, đây là forex và chứng khoán. Và đa số là chưa chưa từng bỏ nhiều tiền học chuyên sâu, đúng không nè? Chủ yếu là gì? Free, chủ yếu là học qua mạng, sách vở, hoặc là học chui, đúng nè, học chui, ví dụ như vậy. Rồi thì nói chung á, cái phần mà anh em học free các kiểu thì cũng tốt thôi, nhưng mà thường thì free nó cũng không có tới bến được anh em à, đó kiểu như vậy. Và như Cố Ca đã giới thiệu anh em một số người thầy, anh em có thể bỏ tiền ra, và khi anh em bị đu trên thị trường rồi á thì anh em mới biết là cái giá đó đu rồi á, mất khoảng 5k 7k rồi á, mới biết là ước gì ngày xưa bỏ 1k thôi, 2k đi học thôi thì đã là khác rồi, đúng không nè? Thì Cố Ca có một người học viên á, khi đến với Cố Ca thì mất 4 tỷ rưỡi rồi anh em à, mất 4 tỷ rưỡi mà 50 mấy tuổi rồi, gần 60 tuổi rồi, tức là tiền kiếm được cả đời, đáng lẽ là có một cái tuổi hưu rất là ok, nhưng mà không biết là đi theo mấy cái hội nhóm con kèo nào á, thì đu một loạt những cái coin rất là rác luôn anh em à, coin lao kép, coin mà từ top 300, 400, 700 trở lên đánh tuốt đó anh em à, bay 4 tỷ rưỡi. Thì đó, anh em nghĩ bay 4 tỷ rưỡi thì gỡ kiểu gì anh em, gỡ kiểu gì mà bây giờ tuổi già tới rồi à, bây giờ mà tính bán thêm lô đất nữa để on in nữa thì anh em biết rồi, đúng không nè? Như vậy thì hãy xem về hành vi đầu tư của mình nha anh em. Rồi à, nhưng mà ok, anh Cố Ca sẽ cho anh em một bộ bộ combo đầy đủ à, đầy đủ để chiến, anh em chỉ cần luyện thôi ha. Rồi cái thứ ba là có một số ông này mua tín hiệu, đúng không? Anh em nào mua tín hiệu thì comment cho Cố Ca số 1 này, hoặc là tín hiệu free này. Tín hiệu nó sẽ là gì? Ví dụ như ADA buy, để Cố Ca coi, ADA buy 0.43 ví dụ nè, SL 0.3, TB 0.5, có ông nào làm như vậy không? Có ông nào làm như vậy comment số 1 nào, có ông nào vô mấy cái nhóm này comment số 1 nào. Đã có người không mà có người một. Rồi cái câu chuyện mua tín hiệu nói sau nha. Rồi cái số tư là gì? Mấy ông hay đọc tin tức này, hóng phét này à, đặc biệt là hóng phét này, đúng không? Rồi đó, quăng bùi bỏ 300 đô một sinh 6 tháng này đó à, anh em hay họ đọc tin này, hóng phét này, hóng mấy cái tin giật gân này, đúng không? Lên lên trên trên những cái Telegram mà hóng những cái tin. Rồi anh em biết sao non farm rồi này, non farm này, thì khi thị trường bắt đầu tăng mạnh hoặc giảm mạnh thì bắt đầu đi coi thử lý do là gì, đúng không nào? Anh em thấy tự nhiên á, hôm nay Bitcoin tăng mạnh quá, sao tự nhiên nó tăng cái đùng vậy, đúng không? Anh em đi hóng coi thử người ta làm cái quỹ gì mà sao nó tăng như vậy, đúng không anh em? Có bị cái bệnh đâu mà coi thì đã làm gì đâu, không lẽ giờ à, Donald Trump mới mua Bitcoin vậy mình mua theo à, đúng không? Như vậy anh em hay hóng tin tức này, cái này là rất là một cái lỗi cũng khá là chí mạng này. Rồi tiếp tục nè, cái số 5 á là anh em hay mua vào vùng đỉnh ha, hay mua ở đỉnh. Nói chung là đa số anh em mới á, anh em mới đều đu đỉnh à, quăng bùi 3 tháng đầu hóng không ngủ được, bị coi chơi, đúng không nè? Rồi thì anh em hay mua ở đỉnh thì đó cũng là một cái bài toán của cá mập ha.
những cái thứ này của Kay sẽ giải quyết cho anh em từ từ nha. Rồi các anh em thì đánh spot, các anh em đánh future đúng không, đầy đủ, ông loại nào cũng có rồi. Và cái cuối cùng là qua khảo sát thì đa số học phân tích kỹ thuật đúng không nè. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt từng cái ý nha anh em. Rồi như vậy thì bây giờ thì Quốc ca sẽ nói cho anh em về cái tổng quan thị trường này nha anh em. Tổng quan thị trường thì anh em biết rồi, một cái thị trường tài chính á, nha anh em, một cái thị trường tài chính á, luôn có nhà tạo lập. Không có một thị trường tài chính nào mà tự nhiên sinh ra, tự nhiên tồn tại, tự nhiên giá chạy theo trend cả anh em à. Đúng không? À, tự uptrend đúng không? Tự phân phối đúng không? Có. Làm gì có cái thị trường này như vậy. Luôn có những thế lực kiểm soát thị trường. Nó kiểm soát bằng gì anh em? Kiểm soát bằng tiền nè. Bằng gì? Bằng quyền nè. Bằng tin tức nè. Bằng gì? À, sợ hãi nè. Bằng gì? Bằng tham lam. Đây là những công cụ mà nhà tạo lập thao túng thị trường. Và cái thứ mà mạnh nhất là quyền nè anh em à. Năm 2017 Quốc ca đu Bitcoin, năm 2017 Quốc ca đu Bitcoin cái giai đoạn 16.000 anh em à, 16.000 đô vùng này. Và anh em biết không, nguyên nhân của đợt downtrend này á, là gì? Các chính phủ lớn cấm Bitcoin. À, như vậy thì làm thằng bố nào cấm Bitcoin thì nó có quyền anh em à. Như vậy nhà tạo lập là bọn vừa có quyền mà vừa có tiền nữa anh em đó, vừa có thể tung ra tin tức. À, tin tức nó mang tới cấp độ quốc gia là đúng không? Đúng nè. Đó. Nên là anh em sẽ thấy là gì? Thị trường anh em phải buộc phải chấp nhận đó là sân chơi gì anh em? Sân chơi không công bằng. Nha anh em. Nhìn anh em có thể thấy giá nó chạy như vậy đó, nhưng mà nó không công bằng đó anh em, không công bằng. Đó, và nó luôn có nhà cái, và nhà cái sẽ dẫn dắt thị trường bằng nhiều công cụ khác nhau. À. Điểm của chúng ta chiến thắng được nó là chúng ta phải tách ra mình ra khỏi những công cụ thao túng thị trường của cá mập thì chúng ta mới làm chủ được bản thân mình. Còn nếu mà anh em suốt ngày đọc tin nữa thì anh em toan như không. Cú ca ví dụ đi, à, cú ca có đánh chứng khoán nha anh em, nhưng cú ca đánh dưới dạng đầu tư 10 tới 15 năm. Thì anh em biết không, mỗi cú ca chỉ có lên sàn một tháng một lần thôi nha anh em, lên sàn một tháng một lần để mua thôi. Nhưng mà những cái quảng cáo, những cái thứ về thị trường nó cứ nhan nhản trước mắt anh em à. VN Index hôm nay điều chỉnh bao nhiêu điểm đó, khối ngoại vào xả ròng như thế nào đó, rồi hôm nay khối ngoại tập trung vào một cái mã cổ phiếu nào đó làm giá nó tăng kịch trần. À, những cái thông tin như vậy nó liên tục, nó đánh vào lòng tham và sự sợ hãi của người khác, và ai mà tham gia rất dễ nhảy ra nhảy vô, nhảy ra nhảy vô, mà vừa ăn phí nè, thuế nè, rồi vừa đu đỉnh nè, đủ kiểu anh em mà. Nên phải nói với anh em là gì, anh em muốn sống được thì anh em bớt đọc cái tin tức thời lại ha. Anh em phân tích tin tức để có cái nhìn dài hạn thì được, còn dựa vào tin tức để hành động trong ngắn hạn là anh em bao chết luôn nha, anh em bao chết được không? Đó thì đó là một sân chơi không công bằng. Và cái thứ hai anh em phải chú ý nè, sân chơi tổng đôi khi lại bé hơn không anh em à. Tại vì sàn nó sẽ cắn hết phí của anh em ha. Một số tổ chức nó sẽ cắn thuế của anh em, phí của anh em. Như vậy chúng ta đánh nhau, chúng ta đấm vào mồm nhau đúng không, thằng nào yếu thì rớt tiền thôi, thằng nào hiểu biết kỷ luật vững vàng thì lấy được tiền, ai tham lam sợ hãi thì mất tiền, thế thôi. Anh em đồng ý không nào? Anh em đồng ý cho cú gạt số 1 nè, đây là sân chơi không công bằng và tiền sẽ chạy từ túi người này qua túi người kia. À, cái chữ chữ đầu tư rồi này nọ nghe nó mỹ miều lắm anh em à, cái chữ đầu tư nghe nó rất là cao sang đúng không nè, nhưng mà thật ra là đấm vào mồm nhau, nói thẳng với anh em à. Anh em biết cái thằng gì để xem nè, thằng VinFast vừa rồi không biết nó sập tới đâu rồi ha. À, chứng khoán đây, thằng thằng gì đây, VFS. Ờ, thằng VFS nó đeo sàn rồi hả anh em? À, còn còn 4 đô đó, Bắc Vườn nhà mình đó anh em thấy không, nó đâm từ 95 đô mà nó đâm về 2 đô, anh em thấy ác chiến không, xả vào đầu nhau thôi anh em à, xả vào đầu nhau thôi.
Được. Như vậy anh em phải chấp nhận trên thị trường này là gì? Đấm nhau lùm tiền. Đó là một cái thực tại rất là khốc liệt trên thị trường này ha. Đừng có gán những cái mác là nhà đầu tư rồi làm gì cả anh em à. Chả qua thằng này mất tiền thì mình được tiền thôi. Rõ ràng không? Khi thị trường thanh khoản tăng lên, những con gà mới bơm tiền vào thị trường, giá nó tăng lên, anh em chốt lời là anh em xả vào đầu những con gà con. Thế thôi. Chấp nhận điều này thì chúng ta đi tiếp, không chấp nhận thì kết thúc. Anh em nào theo luật nhân quả đồ gì đó thì coi chừng chỗ này ha. Nếu mà anh em đấm vô mồm thằng nào nó rót tiền ra thì coi như thằng đó kiếp trước đánh nợ mình. Được anh em? Được không? Anh em có chấp nhận sự thật này không nè? Đó. Và thị trường đó có rất nhiều cái thứ mà chúng ta phải nắm và tổng quan á. Thì bây giờ Quốc Ca sẽ nói cho anh em biết là gì. Cái thằng crypto này á, nó có cái gì hay nè anh em à. Thằng crypto nó có gì hay. Em đi đổ thiền tai hả? Ok. Bây giờ á, Quốc Ca nói cho anh em thể tổng quan thị trường này. Thị trường crypto này theo anh em là thị trường mới hay cũ anh em? Anh em comment cho Quốc Ca mới hay cũ nè. Dưới góc độ về đồ thị thì Quốc Ca có thể thấy nó các anh em nào nói nó cũ nè. Đây, thị trường crypto chúng ta nó đâu đó năm 2010 đâu rồi. Dạo này chắc nó lắc như thế nào anh em ạ? Rồi. Đâu đó năm nào ta? Năm 2010 là bắt đầu, năm 2009 là bắt đầu manh nha, Bitcoin nó xuất hiện nè anh em ạ. Đó. Thì đối với một thị trường tài chính anh em à, dưới 50 năm thì nó là thị trường mới. Như vậy câu hỏi đặt ra của cho anh em là gì? Thị trường có sập hay không? Bây giờ ví dụ như Bitcoin về 100 đô, anh em thấy sao? Thị trường có sập hay không? Theo anh em nó có sập hay không? Sập thì comment số 1, mà không thì comment số 0. Mà nếu có lý do vì sao sập hay vì sao không thì càng tốt. Sập cho Quốc Ca số 1, mà không thì cho Quốc Ca số 0. Đúng không? Thành Tiến sập. Ông Lộc là không. Sập không? Anh em comment cho nghiêm túc nha anh em. Giúp Quốc Ca một cách nghiêm túc nha. Đừng đừng có comment cho vui nha anh em. Ok. Thì một số bạn ít thì cho nó là sẽ sập. Một số bạn cho là không sập. Thì đây, những thị trường tài chính còn mới như thế này á, hầu như không bao giờ sập nha anh em. Cái sập của nó chỉ là downtrend thôi anh em. Và sau đó nó luôn vươn lên, nó test đỉnh hoặc là phá đỉnh. Anh em nhìn cái đồ thị của Bitcoin này, chưa bao giờ anh em thấy cái đồ thị đi xuống cả anh em. Đi xuống chỉ là ngắn hạn mà tiếp tục nó tăng, nó tăng. Và cho dù những đợt tăng này tới 64.000 anh em à, nó cũng là thị trường mới nổi thôi nha anh em, thị trường mới nổi thôi. Đây là vàng này anh em à. Đây vàng. Rồi, ok. Vàng này anh em thấy có thể thấy là gì? Vàng nó cứ tăng như vậy anh em à. Có thể có những giai đoạn nó đi ngang nhưng mà kiểu bố nào nó cũng tăng thôi anh em, kiểu bố cũng tăng. Như vậy ở đây á, những cái thị trường mới á, thì nó có cái dư địa anh em à. Có nghĩa là gì? Một cái thị trường á thì cá mập á, nhà cái nó sẽ tìm cách nó làm gì anh em? Marketing nha anh em. Thì cứ mỗi giai đoạn uptrend nó marketing để nó thu hút dòng vốn vào. Thì khi thu hút vốn hóa vào thì điều gì xảy ra anh em? Có phải là tổng quan sẽ tăng không? Top 90% sẽ tăng. Đúng nè. Thì cái điều này có ý nghĩa gì? Thị trường sẽ phình to theo thời gian dựa vào vốn hóa và sự marketing của nhà cái. Càng lúc càng nhiều con gà con vào thị trường thì nó càng lúc càng nhiều thịt để mà ăn. Đúng nè. Thì thị trường còn trẻ thì cái khả năng mở rộng của nó càng cao. Và đối với cái thời đại ngày hôm nay, công nghệ thông tin nó phát triển, anh em mua Bitcoin anh em kích một nút là nó mua được rồi. Đúng không nè? Như vậy thì cái việc mà chúng ta mua bán nó quá dễ dàng. Nên sinh ra là gì? Bây giờ cái tính phổ cập và cái tính
lùa gà của thị trường nó quá cao nha nè. Tức là về mặt tương lai 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa kiểu gì thị trường cũng sẽ tăng. À, và tất cả những thị trường tài chính mà Quốc từng tham khảo nó đều tăng. Thị trường chứng khoán Mỹ, chứng khoán Nhật, chứng khoán gì nó cũng tăng ở đây mà. Theo thời gian thị trường luôn mở rộng. Nhưng mà đặt ra một câu hỏi, tại sao thị trường luôn tăng mà anh em luôn mất tiền? Đúng không nào? Tại sao chứng khoán Mỹ luôn tăng mà 95% nhà đầu tư lại mất tiền? Cái thế bố nào lạ như vậy anh em? Giải thích được không? Đúng không nào? Tại sao thị trường luôn tăng mà anh em lại mất tiền? Đúng không nào? À, như vậy anh em thêm một cái tư duy quan trọng này. Tư duy thị trường sẽ tăng theo thời gian. Tư duy này rất quan trọng nha anh em. À, tư duy này giúp anh em có thể đầu tư dài hạn. À, 10 năm, 20 năm. À, thị trường sẽ tăng theo thời gian. À, rồi. Anh em đồng ý thị trường sẽ tăng theo thời gian nè. Có thể có những pha downtrend nhưng mà chung cuộc nó sẽ tăng. À, chưa có tiền lệ đâu anh em à. Anh em nào tin rằng thị trường sẽ tăng theo thời gian, comment số 1. Mà nếu anh em thấy nó bấp ba bấp bên thì thôi, có lẽ anh em, nếu mà cái tư duy này anh em không dung nạp được nha anh em. À, thêm vài ví dụ, đây là thị trường của Mỹ nè anh em, thị trường chứng khoán Mỹ nè. À, rồi Bitcoin này anh em biết rồi, thì có ca tìm cho anh em NI225 chẳng nè, NI225 nè. Đây là chứng khoán Nhật nè anh em à. Đó, Nhật cũng tăng theo thời gian nè anh em thấy không? Đó. Như vậy thằng Việt Nam thì sao anh em? Thằng Việt Nam thì sao? Thằng Việt Nam thì sao? VN30 đâu? Như vậy Cú Ca hỏi anh em nè. Thằng Việt Nam cho tới năm 2030 thử anh em nghĩ nó có lên được không anh em? Được không? Gấp 3, gấp 5, gấp 7 lần được không anh em? À, đúng rồi, tăng theo thời gian với thẻ tham chiếu Việt Nam đồng. Ok. Nói như vậy thì sao anh em? Dù nó tăng theo hệ tham chiếu gì thì nó cũng tăng. Được không anh em? Dù tăng theo hệ tham chiếu gì thì nó cũng tăng. Ok anh em, chờ Quốc Cang phút nha. Ok, Cú Cao quay lại rồi. Cảm ơn em chờ đợi nha. Rồi, như vậy thì các bạn nói là gì? Chỉ có tăng theo Việt Nam đồng thôi đúng không nào? Nhưng mà thật ra nếu mà anh em so với vàng đi, anh em so với vàng đi, thì anh em nghĩ vàng với chứng khoán Mỹ cái nào tăng khủng hơn anh em? Bây giờ tôi cố ca xét cho anh em trong vòng khoảng 20 năm gần đây đi, thì xem thằng vàng với chứng khoán Mỹ thằng nào khủng hơn nha anh em. Được không? Đồng ý không? À, 20 năm thì Cú Ca cho là năm 2005 đi, 2005 của vàng đi. Đúng không? 2005 đi. Đây. Thử xem coi vàng với chứng khoán Mỹ thằng nào tăng ghê hơn nha. Rồi. À, vàng năm 2005 tháng 4 năm 2005 đi cho tới bây giờ nó tăng khoảng 450% nha anh em. Được không? 450%. Thử xem chứng khoán Mỹ so với vàng. Đương nhiên Bitcoin thì không xa được rồi anh em, mà Bitcoin xa thế bố nào được đúng không? À, tháng 4. Đây, cũng vừa vặn luôn nè anh em, tháng 4 này. À, coi thằng 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 chứng khoán Mỹ nó tăng cỡ nào ha. Tháng 4. Tháng 4 đây. Chứng khoán Mỹ tăng yếu hơn thằng vàng à. À, tổng quan thị trường chứng khoán Mỹ tăng yếu hơn thằng vàng à. À,
Thằng vàng thì nếu mà tính từ năm 10 năm gần đây thì có lẽ thằng chứng khoán Mỹ sẽ tăng nhanh hơn thằng vàng. Nhưng mà nếu tính lâu hơn thì thằng vàng nó có một cái chu kỳ tăng trưởng rất mạnh nha anh em. Đó. Thì cũng tùy chu kỳ thôi, có khi thằng vàng á bây giờ nó sẽ tăng chậm hơn, được không nào? Có khi thằng vàng bây giờ sẽ tăng chậm hơn cả chứng khoán Việt Nam trong tương lai nữa. Như vậy thì các cái thị trường tài chính á, đôi khi có những cái đợt bão nó tăng giá rất mạnh, ví dụ thằng vàng có những cái đợt ví dụ như cái đợt đây là đợt đổ xô tìm vàng này anh em ạ. À. Đúng không? Vàng đợt này tăng cực kỳ mạnh này. Nhưng mà anh em thấy không? Cái giai đoạn nó tăng mạnh á chỉ trong vòng 10 năm thôi, nó tăng ít 6 lần. Nhưng mà trong 10 năm tiếp theo, từ năm 2011 cho tới năm 2025, 15 năm tiếp theo nó tăng lẹt đẹt anh em thấy không? 10 năm tiếp theo nó đâu có tăng đâu anh em à. Đó, 15 năm tiếp theo nó không hề tăng. Như vậy thì đó, những cái chu kỳ tài chính nó sẽ xảy ra và có một số thị trường nó sẽ tăng theo thời gian, và đa số thì tăng theo thời gian nhưng các sẽ có một số thị trường tăng mạnh và một số thị trường tăng yếu. Như vậy những cái thị trường mà mới nổi như thằng crypto nó sẽ tăng rất mạnh, đúng nè. Vừa rồi thì khỏi ai bàn về cái tốc độ tăng trưởng crypto à, có thể sau này anh em sẽ không thấy những cái sự tăng giá hàng triệu lần như trước nữa, được không nè. Nhưng x3 x5 gì đó nó vẫn có thể mạnh hơn vàng nha anh em, về mặt tăng trưởng Bitcoin Coca chắc chắn trong 10 năm nó sẽ tăng nhanh hơn vàng 10 năm tới nha anh em. Tức là mình đo trong cái chu kỳ 10 năm thôi nha. Chứ anh em mà đo từ cái chu kỳ từ năm 2012 thì thôi, chứ mãi mãi vàng không thể tăng bằng Bitcoin được, đúng không nào? Chúng ta phải chia ra về về hiện tại cho tới tương lai. Thì Quốc ca tin rằng gì? Thằng vàng sẽ chiếm ưu thế, à, thằng Bitcoin sẽ chiếm ưu thế nha nè. Như vậy những cái thị trường mới nổi á thì khả năng nó sẽ tăng theo thời gian. Đó, và nguyên nhân tăng là do nó marketing mạnh và nó lùa những con gà mới vào thị trường. Đó. Và cái thứ hai để anh em yên tâm là nó không bao giờ sụp đổ đâu. Cái thời mà Quốc ca năm 2017 á, các chính phủ cấm Bitcoin nó lao từ 18.000 nó lao vào 3.000 đô và nó có sập đâu anh em à. Đúng không? Rồi thằng gì USDT bị kiện là gì? In lậu các kiểu. Rồi các cái ủy ban nó vô nó kiểm tra thằng Tether, nó kiểm tra thằng Bitfinex. Vẫn ok, vẫn sống. Đó này. Như vậy. Ví dụ như bên chứng khoán cũng vậy, có những cái thời kỳ á đao trend rất là mạnh anh em thấy không? Ví dụ như những cái pha này anh em à. Năm 2020 Covid này anh em à. Chứng khoán nó sập rất mạnh, đúng không? 50%. Nếu ra này xuống là 40%. Nhưng mà rồi sau đó đâu lại vào đấy, đâu lại tăng lại. Được. Năm 2008 này, khủng hoảng kinh tế này anh em à. Đúng không? Chia hai này, nhưng mà sau đó thì sao? Nó lại tăng. Như vậy những cái đao trend nó sẽ là ngắn hạn, nó sẽ xảy ra nhưng mà về cơ bản thị trường sẽ tăng. Như vậy anh em nào đầu tư dài hạn á thì đây là một cái chìa khóa để anh em đầu tư dài hạn sẽ tăng thời gian. Như vậy Quốc ca có một cái khóa đầu tư không não, hôm bữa Quốc ca có zoom với anh em á, không biết có anh em nào đã qua đầu tư không não tường đá nhảy qua đây không nè. Ok thì từ thì khi anh em nắm được cái bí mật này á thì anh em sẽ DCA 20%, 10 tới 20% lương để phục vụ cho việc gì? Về hưu. Nha anh em, phục vụ về hưu. Đó. Thì đó là cái cách gọi là không não. À, không não. Đương nhiên nó sẽ có những kỹ thuật khác nữa nhưng mà về mặt cơ bản anh em sẽ tự nghiên cứu được khi anh em hiểu được cái chuyện tăng theo thời gian như thế này. Được nè. Đó. Rồi. Và mục đích anh em mình biết nè, mục đích cá mập tạo ra thị trường crypto là để làm gì? Để lấy tiền của người khác anh em à, lấy tiền người khác. Anh em nhớ này, để huy động. Mục đích ông Vượng tạo ra thành VF à, thành VinFast để làm cái gì? Để thu hút nguồn vốn vào để ông mở công ty, để ông bán xe điện. Anh em nên nhớ này, tiền vào túi để ông ta cầm tiền đó, ông ta phát triển xe điện của mình. Elon Musk bán cổ phiếu Tesla để làm gì? Để lấy tiền xây dựng nhà máy và phát triển công ty. Ở đây Cú Ca không nói việc làm đó là xấu hay tốt nha anh em. Anh em đang góp phần để giúp cho thế giới này tốt đẹp hơn và phát triển hơn. Không có gì là xấu đây cả. Nhưng tại sao lại không giúp thế giới? Tại sao lại không kiếm được tiền nhờ cái việc này? Đúng không nào? À, thị trường tăng lên thì chúng ta sẽ theo dòng chảy của nó. Kiếm tiền. Đúng không nào? Như vậy anh em phải hiểu như vậy. Nhà tạo thị trường tạo ra để lấy tiền người khác. Và cái cách lấy tiền thì chúng ta sẽ sẽ nói sau nha anh em. Rồi, được anh em.
Rồi bây giờ Kuka nói về cái phần tín hiệu này, tín hiệu này. Group. Hồi lúc nãy thì cũng có vài ông bỏ 300-400 đô một tháng để mà đi vào những cái những cái tín hiệu. Thì một số anh em dùng nó với cái tư cách là gì? À, tao biết có những cái đồng coin mới và tao sẽ canh tao vô sau. Có những ông thì thấy nó hú lên cái buy now là buy now, nó hú buy limit là buy limit, thì sẽ có những người biết dùng group này để tìm altcoin tốt và lên chiến lược. Thì cái này tốt này. Còn anh em nào mà vô mà kiểu kèo buy now này, kèo buy limit này thì sớm muộn gì cũng to. Ngày xưa Cú Ca bỏ 0.3 BTC để Cú Ca vô một cái member của một cái ông ở Ấn Độ nha anh em. Ông này hú kèo cực kỳ đỉnh luôn. Mà đỉnh là trong uptrend anh em à. Uptrend hú đỉnh lắm. Chừng Dow Trend đó chia 3 chia 10 lia lịa. Thì sau này Cú Ca phát hiện ra một cái vấn đề là gì? À, Market Maker nó sẽ có những cái group lớn nha anh em. Group này phí rất lớn nha anh em. Có khi là 5k trên tháng nha anh em, phí rất lớn nha anh em. Thì từ những cái quay này á, nó sẽ đi đâu, nó sẽ vô những group trả phí thấp hơn và nó sẽ đi dần 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 xuống tới thành free. À, thành free là đáy của xã hội. Thì điều gì xảy ra anh em? Điều gì xảy ra khi cá mập nó đưa những thông tin như thế này á, thì những group này tiền rất nhiều, nó đã mua được ở giá rất tốt, tiền nào của nấy anh em mà mua được ở giá rất tốt. Thì khi nó mua được giá tốt, bắt đầu nó đẩy thông tin xuống, những group trả phí thấp hơn, đúng không anh em? Đó, nó cứ đẩy dần thông tin xuống. Thì anh em nghĩ nếu anh em ở một cái group free á, thì lúc anh em được tin giá đã bay bao nhiêu phần trăm rồi, trong uptrend nó có thể bay 50, thậm chí là x2 x3 rồi nó mới tới ta nè. À, cái này mới nguy hiểm nè. Như vậy chúng ta mãi mãi là người đến sau anh em à, đúng không? Chúng ta mãi mãi là người đến sau. Được anh em. Đó, để anh em ý thức là gì, việc theo những cái group này á, cái uptrend á thì cảm giác là có ăn nha anh em, uptrend thì có ăn, nhưng mà downtrend thì sao, đảm bảo anh em phải âm ngược lại, thậm chí là gì chia 2 chia 3. Uptrend á thì ăn rồi nhả, ăn nhả thì cùng lắm ăn 20 30 40% tài khoản gì đó, nhưng mà khi thua thì sao, thì thua chia chia 3. Anh em cứ nhớ điều đó à. Như vậy ở trên đời này á không có ai tự nhiên tốt kiểu mà cho anh em kèo, vì anh em nên nhớ là đây là sân chơi gì, sân chơi tổng bằng không, đúng không? Nếu anh em được tiền thì ai mất tiền, đúng không? Ai mất tiền, ai là người mất tiền? Nếu nó bánh kèo anh em ăn được thì ai là người mất tiền, đúng không? Và ở đây á, tiện đây Quốc ca kể cho anh em một câu chuyện như thế này, câu chuyện như thế này. À, ngày xưa á, có một cái sàn Quốc ca xin phép giấu cái tên, nó mời Quốc ca làm thánh tiện đó nha anh em, thánh tiện đó. Mà sàn này á, nếu mà sàn bình thường thì của Binance thì chắc của ca cũng theo rồi, nhưng mà sàn này là sàn BO. Anh em nào biết BO là gì comment của ca số 1 nè. Anh em nào biết BO là gì comment của ca số 1, mà không biết thì của ca giải thích BO là gì nè. Rồi, cảm ơn anh em biết. Rồi, BO á là một cái sàn nhị phân, có nghĩa là gì? Anh em khi anh em vào lệnh á, anh em một là anh em đón là giá lên, hai anh em đón giá xuống, sau 30 giây ha, có quyền đón lên hoặc xuống sau 30 giây. Thì sau 30 giây á là có kết quả luôn, giống như anh em sóc dĩa vậy á, anh em sóc dĩa vậy á, sau 30 giây là anh em biết thắng hay thua. Mà thắng á thì anh em ăn được 80%, thua thì mất hết số cược. À, đây là một cái điểm mà rất là nguy hiểm này. Vì sao ăn 80% vì còn lại đút cho sàn chứ sao? Như vậy cái quả này nó sẽ tạo cho anh em một cái gì? Máu cờ bạc. Thì nó nói với Cú Ca thế này: tao sẽ, à anh em,
chỗ này là yêu cầu anh em bí mật nha. À, cái này đang hứng quá nói cho anh em nghe nha, nhưng mà vui lòng giữ bí mật cái này và đừng có nói ra ngoài là thằng Cú Ca nó nói như vậy nha anh em. Có người nó tìm nó xin Cú Ca nha. Rồi sàn nó nói nè, tao sẽ cấp cho mày một tài khoản thánh nha em. Tài khoản thánh có nghĩa là gì? Cú Ca hú, Cú Ca bấm bay á thì sao anh em, thì nó cho giá chạy như thế nào đó, sau qua 10 giây thì nó sẽ tăng. À, này mới là bí mật nè anh em à. Tức là tài khoản thánh, thị trường sẽ đi theo tài khoản thánh của bố. Nó mới hay. À, như vậy nó sẽ xét cho Cú Ca một cái tỷ lệ là gì? 60% là win. Tức là Cú Ca sẽ đánh vớ vẩn như thế nào đó cũng được, không cần phân tích gì cả. Thích thì buy, thích thì xuống, thì 60% sẽ win. Nhưng mà cái win này á là nó không cho rút, không rút được ha. Nhưng mà tài khoản của Ca như thật nha anh em, như thật. Nạp cả 100 triệu và vậy á, nạp 10k là chuyện bình thường ha. Mà cứ thấy lịch sử ha, lịch sử đánh hút hồn lắm anh em, mà hút hồn lắm. Mà lịch sử rút cũng đẹp lắm. Mà nó có cho rút đồng nào đâu, nó trả lương mà anh em, mà trả lương. Thì chỉ cần là gì? Tới giờ gọi là giờ thánh, ví dụ như bây giờ 9 giờ. Cú Ca sẽ có một khung giờ cố định là 9 giờ live. À, 9 giờ sáng đi. Thì ở khung giờ này Cú Ca sẽ đọc lệnh. Mà anh em biết rồi, cái live á nó cố tình delay 5 5 tới 10 giây nha anh em. Cố tình delay 5 10 giây. Như vậy á thì một ngày kiểu gì Cú Ca cũng kiếm được vài triệu trên cái tài khoản mà sàn đã cấp. Nhưng mà anh em theo Cú Ca thì có thể ăn, cũng có thể thua. À, khi mà nó marketing tới một cái số lượng như thế này anh em à, nó sẽ cho cả ngày ăn nha anh em, cho cả ngày ăn khá khá để chơi anh em, để chi anh em biết sao không? Nó bàn chiến lược như thế này nè, mấy ông Grab đi một ngày chạy rất là mệt, được khoảng 300.000 là cũng 300.000 Việt Nam đồng đó thì coi là ok rồi đúng không? Nhưng mà từ khi có thánh tỉa đến Cú Ca xuất hiện á thì sao, thì những ông Grab này sẽ vô quán cà phê ngồi máy lạnh và tỉa nến với Cú Ca, còn thời gian còn lại rảnh anh em thấy không? Như vậy á nó chơi một cái đòn tâm lý là gì, tạo nên sự không não, à, tạo nên sự ỷ lại, tạo nên thói quen xấu. À, anh em nhớ cái từ thói quen xấu với Cú Ca này, ngồi mát ăn bát vàng. À, thì khi mấy ông Grab không chạy Grab rồi á thì mấy ông sinh ra cái gì anh em biết không? Anh em nào mà comment đúng cái này là anh em sắp làm market maker được rồi này. anh em nào đoán được cái chỗ này mới đỉnh nè. Thì khi á nó tạo nên thói quen xấu á thì Cú Ca nó nói như thế này nè, mấy thằng Grab mà bây giờ nó rảnh quá nó không làm gì á thì nó ngồi nó bắt đầu nó ngứa tay, nó làm gì anh em? Tự đánh. Tại vì Cú Ca chỉ live 9 giờ cho tới 9 giờ 30 thôi, tỉa chục cái nến thôi đúng không nè, nói với ba vẫn à chỗ này mình nghĩ nó sẽ lên nè, nhưng mà chỗ này nguy hiểm quá mình sẽ không đánh lên, mình sẽ chờ 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 rồi mình đánh lên. À, nói như thánh vậy anh em ạ. Như vậy á ngứa tay tự đánh rồi sau đó là gì, nạp tiền tự đánh. Thì Cú Ca sau khi nghe như thế này sợ luôn anh em, mà không dám tham gia, không dám tham gia nha anh em. Và sau này có mấy ông anh nói lại là gì, bạn ổng mất 70 triệu. Ban đầu á, là nạp vô có mấy trăm ngàn cho nó vui thôi anh em à. Tỉa một hồi á, tự tỉa nha anh em. 70 triệu. Và khi anh em biết là gì, khi đầu nạp á, mà bắt đầu thua đầu rút á, thì nó đánh sập sàn luôn. À, đây là một cái thứ mà anh em phải hiểu. Như vậy, ở đây vì sao có cái câu chuyện về cái chuyện BO như thế này? Vì sao lại có câu chuyện này anh em mà? À, khi anh em vô những group tín hiệu á, anh em được nó cho ăn, à, giống như cái con gì đó được fit cho ăn vậy anh em à. Và fit khi anh em mập lên thì sao? Nó thịt thôi anh em à. Như vậy những group đó nó sẽ nuôi anh em mập lên ở ở uptrend. À, và downtrend nó lấy anh em lại. Có khi uptrend anh em đánh 1.000, 2.000 đô đúng không? Đúng không? Nhưng mà downtrend bắt đầu gì? Tăng lên 10k, 50k thì lúc này mới chết nè.
1k 2k cùng lắm ăn lên được 3k 4k. Nhưng mà khi nạp 10k 15 50k thì sao? Ủa 20k 30k. Đây là một cái bài toán mà rất nhiều người mắc phải ở trong thị trường này khi tham gia vào group tín hiệu à, nhắc anh em như vậy. Rồi, bây giờ giải thích tại sao mấy ông mới vào thị trường hay đu đỉnh nè. Đây là một cái tư duy mà nó nằm trong lý thuyết Dow. Thì Cú Ca tách ra là lý thuyết 3 giai đoạn. Anh em nào biết lý thuyết 3 giai đoạn comment cho Cú Ca số 1 nào. Lý thuyết 3 giai đoạn. Anh em nào biết lý thuyết 3 đoạn comment số 1, không biết comment số 0 với Cú Ca nào. Đây là một cái phần quan trọng nha anh em. Ok, cảm ơn Hải Yến. Rồi. À, thì bây giờ Cú Ca sẽ nói rõ với anh em lý thuyết 3 giai đoạn là gì và ứng với mỗi giai đoạn thì cá mập nó chơi chiêu trò như thế nào. Nha anh em, nó chơi chiêu trò như thế nào để nó lấy tiền của anh em. Và đặc biệt là những anh em mới vào thị trường toàn vô ở những giai đoạn phân phối. Nha anh em, phân phối. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào lý thuyết 3 giai đoạn. Để Cú Ca soi thử thị trường đi đâu một chút nha. Cho Cú Ca 1 phút kiểm tra thị trường chút xíu. Ok, lần này Cú Ca sẽ hông tiếp. Cú Ca có bắt được cái vùng Cú Ca có bắt lệnh được Bitcoin ngay cái vùng này nè anh em à. Và một lệnh ngay vùng này. Đó. Và hiện tại Cú Ca đang giữ tới tiền hiện tại ha. Rồi. Ok. Như vậy vẫn có thể giữ thêm được. Cứ mà đoạn này anh em à, sẵn nói luôn về thị trường bây giờ này anh em à, đoạn này mà nếu mà nó giữ được trong cái đường trung bình của thằng 1D này anh em à, nó giữ được trong cái đường trung bình này, tức là nó đóng nến đây này, rồi cái nến tiếp theo đóng ở trong vùng này, này nha anh em, thì nó sẽ tăng tiếp nha anh em. Còn nếu mà nó tụt ra ngoài thì chuẩn bị nó tìm về những cái vùng thấp hơn. À, cái đường trung bình của thằng 1D nó quan trọng lắm nha anh em. Nó chui vô được đây, nằm đây được một thời gian là tăng tiếp, còn nó mà không chui vô được là chuẩn bị ra đi. Thị trường nó như vậy đó. Rồi. Ok. Rồi bây giờ lý thuyết 3 giai đoạn này anh em ạ. Thị trường á nó có 3 giai đoạn nha anh em. Tích lũy. Rồi, tăng trưởng. Rồi, phân phối. Thì sau phân phối nó sẽ ngược lại với sự tăng trưởng là gì anh em? Đao chen, đúng không? Đúng không? Đao chen rồi tới là gì? Tích lũy. Rồi tới tiếp tục là gì? Tăng trưởng, phân phối. Như vậy cái chu kỳ nó cứ đi như vậy, đi qua đi lại hoài. Thì ta gọi lý thuyết 3 giai đoạn, tại vì cái tăng trưởng với cái đao chen á, thì chúng ta gọi là một chung nó là gì? Chúng ta sẽ gọi chung là gì? Tích lũy, xu hướng và phân phối. Được anh em. Đó, nó cứ như vậy thôi. Và bản chất thằng tích lũy với thằng phân phối cũng là một cái vụn hơi hao hao giống nhau. Tại vì do Cú Ca bị bệnh là gì? Long sốc, linh tinh. Nên là bây giờ tích lũy phân phối Cú Ca coi như một. Nhưng mà anh em cứ cứ phân ra giúp Cú Ca nè, tích lũy, xu hướng và phân phối. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi từng từng cái giai đoạn để anh em hiểu như thế này này. Tích lũy á, nha anh em, thì nó thường sau một cái đao chen. À, thì trong cái đao chen này nó là gì? Tin xấu á, ngập tràn nha anh em. Ở đây á, tin xấu nó là gì? Tin xấu nó là gì? Sập sàn nè, hack nè, anh em còn nhớ vụ gì sập sàn FTX nè đúng không, hack gì Luna nè đúng không, rồi ngày xưa còn có MT God nè, hack nè đúng không, rồi sàn gì nữa, trời ơi còn hàng gì nữa ta, ngày xưa có Bitget, có Poloniex đồ tùm lum tà la, đòn phốt nó dâng ra tùm lum tà la luôn, rồi còn hàng gì nữa nè, USDT nè, in lậu nè, quốc gia lớn cấm nè.
Đó, anh em sẽ thấy như vậy. Như vậy, trong một cái đao chen á, tin xấu thì ngập tràn, giá thì đâm cực kỳ mạnh, giá giảm rất nhanh nha anh em. Hầu như những cái ông thánh mách đáy á, đều cục tay ở chỗ này nha anh em. Thì Kuka cũng là một tín đồ của cái cục tay năm 2017, thì cũng nói cho anh em biết là gì. Kuka là người chốt lãi, sorry, chốt lỗ ở vùng 4.500 tới 5.000 nha anh em, đu 16.000 chốt 4.500 5.000 cây không đó. Thì đó là một cái mùa downtrend nó sẽ diễn ra như vậy. Thì thành tích lũy là sau downtrend nha anh em. Sau downtrend á, nó giống như một cuộc chiến binh đao, hai bên đánh nhau còn lại chỉ là xác chết thôi anh em à. Đúng không nào? Xác chết. Những con người ngắt ngỏi, thương tật, đúng không? Chiến trường là một bãi hoang vu đầy quạ và chim, chim chóc, đúng không nào? Chim cần cờn. Đó, thì cái chiến trường, cái vùng tích lũy anh em tưởng tượng là gì? Người ta rời bỏ thị trường. Tin xấu nó không còn ào ào nữa nhưng mà nó rỉ rả anh em, tin xấu nó rỉ rả à, người ta tuyệt vọng. Và trong cái downtrend á thì thỉnh thoảng nó có mấy cái pha hồi kéo lên một phát, để chi, để cho những người mà sắp tuyệt vọng á họ lại hy vọng một chút, rồi họ tuyệt vọng, họ hy vọng một chút, họ tuyệt vọng. Cứ như vậy cái vòng xoay hy vọng tuyệt vọng nó cứ diễn ra à. Bằng cái việc mà nó cho cứ giá nó đi xuống như này anh em, nó đâu cho liền đâu, nó cứ hồi lên hồi lên hồi lên vậy anh em. Cái đao chen nó không phải nó đi cứ thẳng về đâu, mà nó đôi khi nó có những pha hồi làm cho anh em hy vọng rồi là tuyệt vọng rồi hy vọng tuyệt vọng. Thì cái quá trình này mục đích nó là gì anh em? Làm người ta nản và buông hàng đó. Như vậy cái giai đoạn uptrend là cái giai đoạn rất là tuyệt vời, nhưng mà bắt đầu đao chen là người ta nháo nhác, người ta chạy. Một số thành phần đu đỉnh thì hy vọng kỳ vọng tăng lên rớt xuống, tăng lên xuống, bắt đầu nó vô cho xây xây xong là ói ra hết. Cuối cùng là gì? Cái vùng tích lũy là cái vùng mà người chơi dần dần rời bỏ thị trường, thì lúc này là cá mập gom hàng. Đây là vùng gom hàng, và anh em nên nhớ này, đặc điểm của vùng này là gì? Thanh khoản nó kém ha, giá thì đi chậm ha, biên độ hẹp, và gần như là anh em chả còn nghe đài báo ở đâu nói về thị trường nữa à, mọi mọi thứ nó chìm vào quên lãng ha. Và thậm chí có nhiều ông bỏ chát luôn, tắt app luôn, và sau này còn quên cả bát để vào lại nữa, quên cả ví để vào lại nữa. Tức là nó nản tới cái độ mà chả muốn rờ vào nữa anh em à. Đó thì đó là giai đoạn tích lũy, và giai đoạn tích lũy á, đối với thị trường crypto nó thường kéo dài khoảng 3 năm nha anh em à, kéo dài khoảng 3 năm. Như vậy á, hỏi anh em một cái câu như thế này, vừa rồi á, anh em sau cái đao chen thì theo anh em chỗ này mà nó tăng lên dày được không anh em? Anh em nào comment được thì cho Quốc ca số 1, mà không được thì cho Quốc ca số 0 nè. Được. Được thì cho số 1, mà không được thì cho số 0. Được. Ông Lý cho số 1, đúng không? Thầy Yến cho số 1. Rồi, Trần Tuấn cho số 1, rồi. Ok. Rồi, quan điểm của anh em là vậy đúng không nào? Rồi, bây giờ thì đây là một cái tư duy nền tảng nha anh em. Để có những cái quả uptrend lớn thì nó phải tuân theo lý thuyết ba giai đoạn, và nó phải có một cái chu trình tích lũy nha anh em, chu trình tích lũy ha. Và tích lũy kiểu gì trả lên cả ok nha. Hãy ứng nghiễm chừng nào mà bị chia hai chia ba thì lúc đó tính tiếp. Ok, ở đây thì Cú Ca sẽ chia sẻ và sẽ không hướng tới việc tranh cãi đây, và Cú Ca chỉ chia sẻ những gì mình biết nha anh em, và anh em sẽ tự chọn cho mình cái con đường của mình được không nè. Rồi thì ở cái giai đoạn tích lũy á, anh em sẽ thấy là thị trường nó đi rất là nhàm chán ha anh em, nó đi rất nhàm chán, và mà volume thì giảm, biên độ thì hẹp lại, và gần như nó sẽ có một thời gian để rũ bỏ, đúng không? Để chìm vào quên lãng, để mọi thứ nó xoa dịu đi, và cuối cùng là gì? Những con gà cũ á, phải bị đuổi hết khỏi thị trường. Để chi? Để khi cái đợt gà mới nó vào, nó thịt đám gà mới ha, và cũng là để chờ gà mới nó lớn, đúng không? Đó, gà mới lớn. Thì đây là một cái giai đoạn rất quan trọng của thị trường, và nơi cá mập bắt đầu nó gom hàng nha anh em. Như vậy anh em để ý cái vùng này, năm 2019 nha, giá nó tăng lên một cái đợt rất mạnh. Cúc Canada cho anh em biết là từ 33.000 mà nó tăng lên đây là 13 14.000, nó rơi vào khoảng 335%.
Được anh em, rơi 335%. Đo lại cái đợt này ha, 344%. Anh em có thấy sự tương đồng sơ sơ ở đây không? Mặc dù đợt này nó hơi khác một chút là gì? Nó vượt đỉnh một chút xíu. À, cái sự khác biệt ở đây là nó vượt đỉnh một chút xíu. Còn ngày xưa nó chưa kịp vượt đỉnh nha anh em. Nhưng mà sau đó là gì anh em? Anh em thấy quả này không? Sập này. À, như vậy quả này về test đáy này. Và sau đó thì thị trường nó mới tăng trưởng được. À, và anh em có thể nhìn thấy này. Cú ca cắt lại cái đoạn đó cho anh em thấy. À. Rồi, Cú ca chọn đồ thị regular để anh em dễ hình dung nè. Anh em thấy toàn bộ cái pha từ 17.000 đi xuống đây có phải là một vùng tích lũy của thị trường không anh em? Anh em nào đồng ý đây là vùng tích lũy cái Cú ca số 1 nè. Ok, cảm ơn Hải. Như vậy, thậm chí giá lên tới vùng 14.000, thậm chí giá lên tới vùng 18.000. Thì giai đoạn đó chỉ là một cái nền giá cho việc tăng lên vùng 60.000, 70.000 thôi. Đó. Như vậy, bây giờ thì sao? Bây giờ thử tương tự hóa cái vấn đề mà chúng ta đang gặp. Bây giờ giả sử anh em mơ ước uptrend của anh em lên được 300.000 đi. Đây. Đúng không? Thì anh em nhìn lại đi. À, có phải toàn bộ cái vùng này sẽ là một cái vùng để chơi anh em, để chơi tích lũy cho một con sóng tăng mạnh lên như này? Như vậy hỏi anh em này, để mà tích lũy cho một con sóng lên 300.000 đô thì theo anh em như vậy là đủ rồi à? Em nghĩ như vậy là đủ rồi à? Chỉ cần tích lũy sơ sơ một chút vậy là đủ rồi à? À, tích lũy vậy là đủ à? Đúng nè, Cú ca chưa thấy ai bị rũ bỏ đúng không? Thì đây là quan điểm cá nhân nha anh em có thể suy xét quan điểm Cú ca ở giai đoạn này chưa thể hiện sự rũ bỏ của thị trường, người chơi cũ còn quá nhiều. À, và anh em nên nhớ này, khi Bitcoin nó tạo đỉnh ở vùng 70.000 á, khi Bitcoin tạo đỉnh 70.000 á thì cái lượng người tham gia thị trường ở lúc này á, nó phải gấp 5 gấp 10 lần lượng người ở chỗ này. Em đồng ý không nè, nó phải lắp gấp rất nhiều lần so với này. Thì khi cái số lượng người tham gia chỗ này quá lớn thì cần một cái thời gian reset, theo quan điểm của Kuka nó phải lớn hơn thời gian trước một khúc. À, nó phải lớn, theo của Kuka phải là 5 6 năm trở lên Kuka mới xem như là vùng tích lũy được nè. Và vùng tích lũy thì anh em đừng có nghĩ là nó quá ư là như thế này ha. Đó là những cái vùng, đôi khi những vùng tích lũy nó có một cái biên độ tương đối lớn nha nè, tương đối lớn đó, tương đối lớn được anh em, tương đối lớn. Như vậy thì việc Bitcoin lên 300.000, 400.000 của K chưa bao giờ nghĩ là không được, nhưng vấn đề là thời gian. Anh em cứ chu kỳ 3 năm, chu kỳ 4 năm ha, vì anh em đo chu kỳ 4 năm anh em phát hiện ra hình như bây giờ đủ chu kỳ 4 năm rồi, thôi thì mua lên đi, ăn lên 300.000 thì đó là sai lầm. Nếu anh em muốn ăn 300-400.000 á, có thể anh em phải đợi đâu đó khoảng 5 năm nữa anh em, không có bây giờ nè. Nên 5 năm nữa nếu anh em thấy có giá trị thì anh em quay lại comment cho Cú Ca nha. Rồi, như vậy cái vùng tích lũy theo quan điểm của Ca là chưa đủ và nó cần phải tạo cái sự say sóng nhiều hơn, nó cần phải giật cho chúng ta nát nhiều hơn thì nó mới có thể uptrend được. Đó. Uptrend đối với Cú Ca 80.000 không phải uptrend nha anh em, 80.000 là mini uptrend, nó không phải uptrend, cho dù nó phá đỉnh vẫn không phải là uptrend. Thì bây giờ ở dưới góc độ khung lớn thì có thấy nó phá đỉnh không anh em? Như vậy anh em chú ý này, cái đợt hồi này có thể tăng lên test đỉnh một lần nữa, nhưng sau đó anh em phải cẩn thận những cái đợt điều chỉnh mạnh. Tại vì sao? Chúng ta vẫn còn nằm trong vùng sideways của đợt uptrend lên 300.000. Như vậy anh em nhớ này, giai đoạn tích lũy nó cần thời gian để gom hàng, cần thời gian để rũ bỏ, cần thời gian để tạo gì? Tạo cuộc chơi mới, một cái trend mới, một cái câu chuyện mới, một cái marketing mới và những con gà mới. Đúng nè. Thì để có một uptrend thật sự lớn, anh em phải rất kiên nhẫn mới thấy được. Còn những cái mini uptrend sẽ xảy ra. Và nếu anh em nào cố chấp ha, anh em nào cố chấp với cái việc Bitcoin sẽ tăng từ chỗ này tăng lên tiếp 300 ngàn hả? À, cẩn thận anh em sẽ có những cái mùa đu tiếp tục ha. Anh nghĩ tại sao cá mập lại kéo giá lên như vậy? Thì tạo sóng cho anh em đây nè.
Ví dụ như anh em hỏi Cú Ca tại sao chỗ này không cho sập luôn mà lại kéo lên như thế này, Cú Ca sẽ không đi giải thích vào những cái thứ sâu như vậy, mà Cú Ca nhìn dưới góc độ kỹ thuật thì Cú Ca thấy được nha anh em. Ví dụ như chỗ này, tại sao có con sóng này tại sao nó lại tăng x3 x4 lại rồi nó lại quay về đấy, đúng không nào, đúng không đó. Và anh em nên nhớ này, chỗ này chưa chắc uptrend đâu nha, vẫn có khả năng từ chỗ này á nó đi đúng tam giác nha anh em, vẫn có khả năng từ chỗ này nè nha anh em, nó lại tiếp tục nó bơi về đây nữa nha anh em. À, chỉ khi nào nó rủ bỏ đủ người nha anh em, nó vẫn có thể về đây rồi nó mới lên được cơ mà, anh em chú ý không à. Đó nên là anh em để ý là gì đừng có kiểu như mình áp đặt cho thị trường nha anh em. Đó cho dù nha anh em ít người gom hàng cũng không có trend liền được đâu, anh em chú ý nhiều đó. Và Cú Ca chưa thấy cái gọi là mùa đông nha anh em, chưa thấy những cái chu kỳ mà giá nó đi rất là nhàm chán. Cú Ca ví dụ nè, đây anh em thấy những cái chu kỳ mà giá đi như thế này nè, đây gọi là dao động chết dần này anh em à, dao động chết dần kéo dài khoảng 6 tháng này à. Những cái chu kỳ gây 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 ức chế gây nản này anh em à, những chu kỳ gây nản này, những chu kỳ gây nản này anh em à. Đó thì thị trường nó chưa ban cho anh em những chu kỳ gọi là gây ức chế mà, đúng không, chưa đâu anh em à, chưa đâu, mới sau một cái downtrend mạnh à, giá nó tăng liền như thế này, nó rất giống cái đoạn này nè anh em à. Sau một cái downtrend mạnh giá tăng liền đó đó, và nó còn hành hạ, mà ngày xưa nó hành hạ ít là tại vì sao, cái số lượng người tham gia thị trường nó chưa nhiều, nhưng ngày hôm nay á thị trường nó quá phổ biến rồi nha anh em, sự phổ biến nó phải gấp 3 gấp 4 lần trước rồi, thì khả năng là gì, chỗ này nó sẽ có những cái pha rất là khó đỡ nha anh em. Chu kỳ này dao động 120 150k à, Cú Ca chỉ hỏi Nguyễn Khuyến và Hải Yến này, bạn dựa vào đâu mà nghĩ nó lên được 120, dựa vào niềm tin, dựa vào Bitcoin ETF, dựa vào Bitcoin Halving hay dựa vào cái gì, hỏi anh em đơn giản một câu, dựa vào cái gì để nó lên được 120 hay chỉ dựa vào sự cố chấp của mình thôi, anh em trả lời câu đó giúp Cú Ca nè, anh em dựa vào cái gì để kỳ vọng hay là chỉ hy vọng thôi, đúng không à. Nguyễn Khuyến dựa vào chu kỳ halving, anh em thấy halving là cái thứ cá mập nó bơm vào não của anh em quá 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 hoàn hảo, Cú Ca thấy quá hoàn hảo à, halving là thứ nó quá hoàn hảo để nó thao túng anh em, dựa vào market ok à, Cú Ca tiết lộ anh em bí mật như thế này về market maker này. Market maker không có nhiệm vụ xả hết hàng, anh em nhớ này, anh em biết những cái ví cá mập, những ví cá voi nó chứa cả chục nghìn bitcoin mà cái từ cái thời mà nó mua dưới 100 đô tới bây giờ nó còn chưa muốn xả, anh em hiểu ý của cao nè, nó làm sao xả được, đâu có thanh khoản anh em à. Và ví dụ như nó muốn xả khối lượng lớn như vậy nó phải xả từ từ, và cho tới những cái lúc mà nó kéo thị trường lên đủ để mà thanh khoản thì nó mới sẽ mạnh được, anh em nhớ này, bây giờ nó sẽ chả đáng kể gì so với cái trữ lượng của nó, anh em nhớ, chả qua bây giờ đây là những hoạt động điều phối và kiếm tiền sơ sơ thôi anh em ạ, chưa thực sự gọi là cú khủng khiếp như vậy, cái nó cần là thanh khoản anh em ạ, thanh khoản, mà thanh khoản ở đâu giờ Cú Ca hỏi, thanh khoản ở đâu ra anh em, thanh khoản ở đâu, người mới đâu có đâu, bây giờ hỏi anh em nào tự tin bật mic lên chém gió 5 phút về Bitcoin halving mà một cách mượt mà không cần Google nè. Anh em nào tự tin bật mic lên 5 phút nói Bitcoin halving mà không cần Google này. Hỏi anh em nè, anh em ở đây á là anh em ở đây là cũng đôi khi cũng 3 năm kinh nghiệm rồi, chưa chắc đã có thể rõ ràng về Bitcoin halving và Bitcoin ETF càng không rõ nữa. Cô đã đảm bảo như vậy. Nếu mà anh em bật mic lên tự tin không Google mà ngồi nói một cách mượt mà về mặt kỹ thuật blockchain cho tới các vấn đề halving thì rất khó, và bạn bè của ca những người chưa chơi crypto đều chả biết halving ETF là gì cả đây mà đó. Như vậy của ca một cách tương đối của ca thấy người mới hoàn toàn không đáng kể anh em mà để cho một cái đợt mà tăng lên như vậy của ca thấy không hợp lý nha anh em, không hợp lý, không có thanh khoản anh em mà, không có thanh khoản, như vậy chả qua là những cái cuộc chơi giữa các cái quỹ và thao túng làm giá trên thị trường ha. Cú Ca chưa thấy thật sự là một cái đợt mà có thể lên được 150. Đối với Cú Ca 150.000 đấy anh em là điều
vẫn chưa thể xảy ra được ở giai đoạn này nha nè. Đó, có thể của ca sẽ đu lên lúc mà thị trường nó chỉnh về năm hai bốn mấy ngàn, của ca sẽ đu và gồng, nhưng mà gồng tới một lúc nào đó nếu mà hết tín hiệu là của ca sẽ nhả, tức là mình sẽ không có một cái tin niềm tin mù quáng về cái việc là thị trường nó cứ tăng mãi như vậy nha anh em, nó sẽ không có niềm tin mù quáng như vậy, và chúng ta chơi là chúng ta sẽ theo cái tín hiệu thị trường cung cấp cho nha anh em. Không có chuyện nó sideways đâu nha anh em, nó không, không không có chuyện nó sideways anh em nhớ này, cái đoạn này nè nó đâu có sideways đâu anh em, nó mang cho anh em một cú tát liền, nó lên đâu đó 14.000 nó giật về 9.000 liền, anh em thấy không, nó đi nhanh lắm anh em, mà thị trường đi nhanh lắm. À, và tới lúc anh em bàn hòn nhận ra là dễ bị cuốn, nó điều anh em về về đất rồi ha. Nên nó chúng ta phải tỉnh táo nha anh em. Ở đây không phải là Cú Ca nói là thị trường không lên được 150 nha anh em. Cú Ca chỉ muốn nói là hãy bỏ những niềm tin mù quáng nha anh em, hãy bỏ những niềm tin không có cơ sở, hãy bỏ những niềm tin phỏng đoán, mà hãy nhìn cái mặt nó đẩy thị trường như thế nào thì chúng ta sẽ rõ, và cái cách nhìn thì trong phân tích kỹ thuật Cú Ca sẽ đi với anh em ha. Còn mà anh em mà cứ mù quáng là tôi tin là Harvin, tôi tin là ETF thì cá mập đã thành công trong công cuộc nhồi não anh em rồi, và khi trong não anh em đã có cái nhồi sẵn rồi thì anh em chắc chắn sẽ chết trong đao trên, mất sạch nha anh em, mất sạch rồi. Như vậy thì cái giai đoạn mà tích lũy rất là quan trọng đối với một đợt uptrend, vì nó phải loại người cũ, vì nếu người cũ mà nó đẩy lên, người cũ có hàng nó mở ví là nó sẽ, thì cá mập nguyên một cái mùa trước nó làm giá cuối cùng công cốc nha anh em, thậm chí còn làm giàu cho người khác nữa, và cái việc đó là cuộc chơi bằng không, không thể nào cá mập cúng tiền cho anh em mình được, đó là cái điều rất là vô nghĩa nha anh em. Đó, để anh em hiểu cái điều đó. Như vậy cuộc chơi này nó sẽ phải hành hạ anh em đủ lâu để loại bỏ những người chơi cũ, có thể 5 năm nữa không thấy Nguyễn Khuyến ở đâu nữa, có thể 5 năm nữa không thấy những bạn mới vào thị trường ha. Sorry, có thể Nguyễn Khuyến không phải người mới, nhưng mà sẽ có rất nhiều người mới không không còn sống trên thị trường nữa nha anh em. Đó, và thường là 80-90% người 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 mới sẽ bị loại bỏ. Và một số con gà mới trở thành gà cũ và sống sót vào thị trường. Đó. Rồi thì sau điều đó thì nó sẽ có ok nha anh em. Anh em nên nhớ này, cần một câu chuyện mới ha, cần một cái marketing mới, cần con gà mới, rất nhiều yếu tố cần cho một sự tích lũy cho uptrend thì nó mới sinh ra được uptrend. Thì uptrend là gì? Là đợt tăng cực mạnh nha anh em. Uptrend là một cái đợt tăng cực mạnh, và anh em thấy nó tăng nhanh như gió nha anh em, nhanh như gió, anh em so sánh cái vùng này. Từ 10.000 tăng lên. Cố ca lấy cái vùng đỉnh cũ đó nha anh em, lấy cái vùng đỉnh cũ này. Cho dễ hình dung nè. Anh em sẽ thấy từ vùng đỉnh cũ nó tăng lên tới vùng chớm đỉnh là nó chỉ mất đâu đó 70 ngày thôi là nó tăng lên 57.000 rồi. Đúng không? Chỉ trong 57 ra trong 70 ngày thôi nó tăng lên 57.000 rồi. Như vậy uptrend là một đợt tăng nhanh thần thánh tới mức không mấy ai đủ kịp. Đặc biệt gà mới 99% không có mặt ở đoạn giá tăng. Anh em đồng ý không nè? Vì sao? Vì khi giá đang tăng vẫn có tin xấu, đài báo thì chưa la làng, đúng không nè, KOL chưa chém giá nhiều, thầy thợ chưa xuất hiện, nói chung là nó tăng trong một cái sự nghi ngờ nào đó ha, đúng không, nó tăng trong một cái sự mơ hồ nào đó đúng không. Những người mới sẽ thường không bao giờ biết, tại vì cá mập đã mang tới tin đâu, đúng nè, chưa marketing. Nhiệm vụ ở giai đoạn uptrend là gì? Vì không có trở lực, tức là không có người sẽ, thì giá nó sẽ tăng đột biến, và vì giá tăng đột biến và rất nhanh nên là mở mắt ra thấy tăng 10%, mở mắt ra tăng 15%, thấy tăng nhanh vậy ai dám nhảy vô đó, và những con gà cũ đa số cũng bị mít kèo ha, nên vậy mới nói 95% là thất bại là như vậy, rất nhiều người sẽ bị mít kèo ở chỗ này, và bắt đầu khi giá tăng lên tới gần vùng đỉnh thì sao, bắt đầu xuất hiện marketing ha. Thì khi giá tăng đạt một ngưỡng nào đó bắt đầu quá trình phân phối. Thì phân phối là gì? Phân phối là gì? Cá mập marketing kéo gà vào để thành khoản. Thì ở những giai đoạn này Bitcoin nó sẽ tăng chậm dần,
và bắt đầu nó bơm on coin, nó tạo nên một sự sôi động kinh khủng. Anh em sẽ thấy những KOL đeo vàng đầy người, những KOL khoe xe khoe nhà, những KOL khoe ăn F10 100, những KOL khoe tài khoản 100.000 đô ăn lên 500.000 đô. Thật ra những cái tài khoản đó ngày xưa cả sàn nó rủ Quốc Ca rồi, nó nói là gì, tao cấp cho mày tài khoản để mày đi khè thiên hạ, rồi mày cứ dùng phong bạc của tao này, xe sang nhà xịn này để mày làm, đúng không nào? Nhưng mà Quốc Ca thấy ngày xưa bản thân mình cũng là một cái thằng đu đỉnh và bị mất rất là nhiều tiền, thế bây giờ đi lừa lại người khác thì mình cũng cảm giác nó không có phù hợp lắm, nên là đành tự mà cày anh em mà đã. Để anh em biết muốn phong bạc dễ lắm, luôn luôn có những người sẵn sàng phong bạc để chúng ta có thể đẹp trai và có thể trở thành một người giàu có và chiến thắng thị trường một cách tuyệt đối, rất dễ anh em mà. Sàn nó marketing để nó lôi người chơi, lôi gà vào thị trường để nó thịt nha anh em đó. Thì đây là những cái bí mật mà hy vọng anh em sẽ truyền lại cho những người bạn của mình để họ biết được là đừng làm những con gà mới tạo thanh khoản cho thị trường đó. Thì hành vi kéo thanh khoản này có hàng trăm hàng ngàn cách ha, cho oncoin bay tứ tung ở đây mà nó bay vậy chứ nhìn vậy chứ không dễ chụp đâu anh em, mà khó chụp lắm nha, không không dễ ăn đâu nha đó. Và khi thị trường nó kích hoạt lòng tham cho anh em như vậy á, thì bắt đầu nó cứ rỉ rẻ, nó xả đó nè, nó lãi cả oncoin lẫn bitcoin, nó cứ xả như vậy. Và tới khi nó xả như thế nào, khi lực marketing giảm dần à, tức là một cái gì đó tạo ra hiệu ứng, người ta nhảy vào, người ta xem, người ta mua, người ta rầm rộ lên, nhưng mà rồi cũng phải tới cái lúc nó suy anh em, đúng không nè? Một cái gì đó dù hấp dẫn tới mấy, hai ba bữa, năm bữa, bảy bữa, tuần gì đó, rồi nó cũng phải nguội dần. Như vậy khi cái lực marketing nó không làm cho nhà đầu tư thấy hấp dẫn nữa, bắt đầu phát hiện cái lượng vốn bắt đầu rút ra khỏi thị trường, bắt đầu nhiều nhiều thì sao? Oppo. Như vậy hỏi anh em này, anh em trả lời với Quốc Ca này, cá mập có cần xẻ hàng không? Anh em nghĩ cá mập nó có xẻ hết hàng không anh em? Anh em comment cho Quốc Ca có hay không nè, đúng không? Làm bố nào mà nó xẻ được? Quốc Ca nói thật anh em á, thị trường mình có mấy tỷ à, thị trường mình uptrend có mười mấy, có 2.000 tỷ đô à, thị trường có 2.000 tỷ đô à, mà nó xẻ kiểu bố nào mà đòi xẻ hết? Không bao giờ xẻ hết được anh em à. Nó chỉ xẻ một phần để làm upbo, để gì, gây sốc giá thôi à. Trong cái tâm lý mọi người đang dè dặt sợ hãi nó sốc giá một phát, sợ nhưng mà vẫn tham nha, người ta sợ vẫn tham, nó sốc giá một phát đó nha anh em. Đúng rồi, khi không có thanh khoản nó gây sốc giá thì sao, đau trend tự diễn ra, nó như hiệu ứng hòn tuyết lan vậy anh em à. Chỉ cần nó bắt đầu nó lăn một hòn đá vừa vừa thôi, cái hòn đá nó lăn xuống thì nó tự tạo ra hiệu ứng hòn tuyết lan, và lúc này á thì ở dưới nó thi nhau mà nó giảm đạt, thi nhau giảm đạt bỏ chạy thì nó sinh ra sao kìa. Thì đương nhiên trong cái hỗn loạn này á, chả có thằng nào nó ngu gì nó bay cả anh em à. Lúc này thì thanh khoản nó tránh rồi, nó xả rất là nhanh, thị trường nó sập nhanh lắm anh em à, sập rất nhanh đó, thì anh em sẽ hiểu như vậy. Như vậy tiếp tục tới đao trend lại tới tích lũy, lại tới phân phối, và anh em vì sao lại chui vào đợt đu đỉnh? Vì sao đu đỉnh? Vì không, vì bị tin tức lùa vào. Anh em nhớ một câu này nè, cá mập thao túng thị trường bằng lòng tham và sự sợ hãi à, lòng tham và sự sợ hãi, mà lòng tham và sự sợ hãi nó thể hiện qua gì, qua tin tức, đúng không? Nhiều anh em á nói với Quốc Ca á, nhiều anh em nói với Quốc Ca là gì, ta đọc tin nhưng ta đánh ngược tin, đúng không? Ok, nhiều anh em nói là gì, tao đọc tin nhưng tao đánh ngược tin, thì anh em nên nhớ này, dù anh em đánh ngược tin hay đánh xuôi tin thì anh em đã đọc tin và đã bị thao túng rồi à. Ngược tin hay xuôi tin thì nó đều nằm trong cái phe gì, nằm trong hai phe đều bị giật dây cả, anh em đánh kiểu nào anh em cũng thua cả. Anh em mà đã vào cái hệ sinh thái bị nó giật dây, nó cài vô não anh em rồi, nó thao túng não bộ rồi, nó cấy chip vào não rồi, thì kiểu gì nó không điều khiển được anh em, đúng không? Nó làm cho hành vi rối loạn, đúng không? Tâm lý sân si, đúng không? Tham lam, sợ hãi. Như vậy
cái nghề đầu tư nó cũng giống như anh em đi tu vậy anh em, mà anh em phải tĩnh tâm, đúng nè, tĩnh tâm, và anh em có quan sát những thông tin từ thị trường, nhưng nó ở góc độ nha, nó ở góc độ nào, không thể nào mù quáng mà cứ nghe nó bay là bay, nghe Fed tăng lãi cái là lại xả, mà nghe Fed giảm lãi là lại bay, nghe non farm cái lại bay, đúng không nè, đúng không? Ok, bây giờ cái việc mà hành vi cá mập á, thì anh em thấy một cái điều trước mắt là những cái sàn anh em, những cái sàn nó có bắt tay với nhau, vì Coca thấy rất là rõ là gì, có thể đây Coca chỉ đoán thôi, nhưng mà Coca thấy rất rõ là gì, anh em thấy giá nó đồng bộ trên tất cả các sàn, anh em thấy không, bị lệch một giây nào, thế làm thế bố nào, thằng sàn Binance là sàn tập trung mà, với thằng OK EX gì đó, hai thằng chả liên quan mẹ nhau hết, mà thằng sàn này sập một cây, thằng kia cũng sập một cây là thế nào, đúng không, nó luôn đi chung với nhau anh em à, gần như có một cái sự đồng bộ hóa rất là kỳ lạ trên tất cả các sàn nha anh em, thì khi mà gây sập thì cả làng nó xẻ với nhau nha anh em, có thể râu ria lung tung, nhưng mà cuối cùng là anh em thấy cái sự đồng bộ giữa các sàn rất là hợp lý, như vậy rõ ràng cá mập nó bắt tay với nhau nha anh em, rõ ràng những tổ chức tài chính lớn bắt tay với nhau, và không biết có thằng nó theo kiểu đa cấp hay không, tức là có một thằng lớn nào đó nó chi phối những thằng nhỏ, rồi những thằng nhỏ chi phối những thằng nhỏ hơn, Coca không biết, nhưng mà rõ ràng là gì, thị trường này bị thao túng quá khủng khiếp anh em, mà quá khủng khiếp, và anh em nào mà sống đủ lâu như Coca khoảng 7 năm trên thị trường anh em sẽ thấy, anh em không thể không tin được là không có market maker này, mà kiểu như vậy cũng giống như anh em thấy mình tự nhiên mình có một cái thân thể này, bàn tay năm ngón này anh em, mà đầu óc cái tóc này anh em, mà tự nhiên trong cái đầu lâu của mình nó có một cái não anh em biết không, anh em tự nhiên sao nó có được cái này anh em, mà nó có một cái gì đó mà buộc anh em phải tin là gì, không thể ngẫu nhiên được anh em, mà thì thế giới này không có ngẫu nhiên đâu anh em, chẳng có gì ngẫu nhiên cả, thì quốc gia không muốn đi sâu vào tâm linh, nhưng mà dưới góc độ thị trường á, Cú Ca tin chắc là thị trường bị thao túng, và vì Cú Ca đã đi theo hành vi cá mập á, Cú Ca liên tục dính nha anh em, liên tục dính những kèo mà bay rất là chuẩn, à thôi để chụp cái hình cho anh em xem bay chuẩn là như thế nào nha. Đây để chụp cho anh em thấy bay chuẩn là bay như thế nào nè. Dựa vào phân tích kỹ thuật mình hoàn toàn có thể, đây chụp hình Cú Ca sẽ gửi đi đâu ta, để xem gửi trên Zoom được không nào. Zoom nó có cho gửi cái hình không ta? À, cho gửi cái ảnh này. Đây là một cái lệnh lon của Calon chơi thôi. À, tính năng bị hạn chế là sao ta? Ok, chờ cho cô ca 1 phút nha. Cô ca chuyển cái hình này à. Đây bài rất chuẩn luôn anh em à, đây ok, bây giờ cô ca gửi cái hình vào nhóm nè, thì vì chúng ta đi theo cái hành vi cá mập á, chúng ta sẽ thấy rất rõ cái hiện tượng cá mập nó tích lũy như thế nào để mình vào thị trường, và vì sao Cú Ca hay nói về cái trình tích lũy để xem nào. À, sao không 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 up cái file lên được ta. Ok, Cú Ca có gửi trên tin nhắn của cộng đồng anh em, Cú Ca có gửi cái hình trên tin nhắn cộng đồng đó. Đây, đây Cú Ca có buy một cái lệnh ở cái vùng dưới này, buy lên và Cú Ca chốt vào đây. Sau đó Cú Ca thấy thị trường nó giữ được giá nên Cú Ca tiếp tục buy lên và ăn nguyên con sóng này. À, anh em thấy SL của Cú Ca siêu ngắn không nè? SL thì siêu ngắn. Đúng không? Anh em còn nghe Cú Ca nói không nè? SL thì siêu ngắn, nhưng mà RR thì siêu siêu cao mà chưa thèm chốt luôn anh em thấy không? Chưa thèm chốt luôn. Như vậy rõ ràng là gì? Rõ ràng ở đây là gì? Luôn luôn Cú Ca thấy dấu hiệu của cá mập để lại những cái volume rất lớn, những cái thanh giá đi rất lạ và những cái đợt quét như thế nào. À, mình đọc từng cái hành vi của cá mập để mình biết được là gì? À, tụi bay thao túng ở chỗ đây thì tao vô tao lượm ha. Không. À, cũng khó mà có thể rõ ràng được với anh em là
cá mập làm giá như thế nào, rồi nó làm sao biết nó có bắt tay với nhau không. Cảm ơn câu hỏi của ông Đào nha, Diệp Đào nha. Rồi nó phối hợp như thế nào, anh em không cần quan tâm, kệ bố đó ha. Anh em chỉ nắm được cái chỗ nào thì mình nắm chỗ đó. Ví dụ như bây giờ mình biết là gì, cá mập nó qua nó chuẩn bị nó lượm cái bầy cá đó thì mình đi theo nó, mình bơi mình ăn, còn nó đi lượm những chỗ khác mình không thấy thì thôi. Đó, đơn giản như vậy ha. Anh em đừng quá đi sâu vào cái hành vi cá mập nhiều để mà nói đoán nó làm gì. Anh em chỉ cần biết là gì, chỗ đó tao bay tao ăn thế thôi, tao bay tao SL rất ngắn tao ăn lên thế thôi, chỗ này tao bay lên đây tao chốt vì tao nhắm nó chưa lên được thì tao chốt. Thì sau khi chốt cho ngay chỗ này thì mình chờ, mình thấy nó sai quay nó không xuống được mình lại bay lên mình ăn tiếp, kiểu như vậy. Thì anh em cứ từ từ chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về cái phương pháp để anh em đọc hành vi cá mập. Còn bây giờ thì để anh em hiểu là gì, thị trường nó luôn bị thao túng như vậy đó. Và cái lý thuyết ba giai đoạn này của ca thấy rất là chuẩn nha anh em. Của ca nghiên cứu rất nhiều thị trường và cũng đi tham khảo rất là nhiều khóa, và những vị thầy cho của ca một cái tầm nhìn nha anh em. Có thể của ca truyền lại cho anh em không đủ cái tầm nhìn đó, nhưng mà cái hành vi của cá mập nó luôn bơm thổi như thế, nó xảy ra hết thị trường này thị trường kia. Và đặc biệt anh em thấy là cái tin tức của cá mập á, nó luôn làm cho chúng ta bị xao xuyến nha anh em, nó luôn làm chúng ta bị ảnh hưởng. Và cái việc mà anh em liên tục mà cứ hóng tin mà trong ngắn hạn nha, đặc biệt là mấy ông ngắn hạn á, thì cũng ca thấy cái loại này 99% thất bại nha anh em. Vì mấy ông ngắn hạn hay bị quét quét hai đầu lắm, đúng không? Ra cái tin thì phép tăng lãi, cái tự nhiên giá nó đâm xong ngày hôm sau ra cái tin mẹ gì cái nó lại x2, nó làm cho anh em bối rối ghê lắm. Nào, những cái tin sau nó lại đè cái tin trước ha, nên là nó xoay anh em như cái vụ vậy. Nên tốt nhất là gì, à đọc tin tức là để nâng cao về việc gọi là định hướng tương lai xa, đừng đụng vào tương lai gần. Và anh em nên nhớ này, tin tức chỉ ảnh hưởng ngắn hạn nha anh em, còn dài hạn chưa bao giờ sợ tin nữa. Và trong 3 năm qua, 4 năm qua, Cú Ca không đọc mỗi tin tức nào, Cú Ca thấy vẫn ổn, cuộc đời vẫn khỏe, tiền vẫn rút đều nha anh em, chả có gì phải phải cần tin tức cả. Không biết anh em thấy sao, à, không biết anh em có cần tin tức không, nhưng mà những học viên Cú Ca đều không dùng tin tức và đều chiến thắng được thị trường nha anh em. Sau đây không phải đều chiến thắng thị trường, một số chiến thắng thị trường lượng nè đó. Rồi ok, như vậy cái lý thuyết ba giai đoạn này anh em chú ý là gì, cái công cụ thao túng đám đông là tin tức nha anh em. Anh em mà suốt ngày cứ lên đọc tin đó, nó quay anh em như cái vụ nha anh em, nó quay như cái vụ như mấy ông chứng khoán là thôi, mấy ông forex ha, ở đây có mấy ông forex này, Cú Ca thì từ forex cho tới chứng khoán cái gì cũng đấm thử, và thường bị nó đấm lại vỡ mồm anh em. Mà thì forex sống ở đây ngắn ngắn thôi, và tin thì nó giật kinh khủng lắm này, sàn nó giãn script rồi đủ kiểu đó. Thì cái tin tức thì forex của ca thấy nó ảnh hưởng tin rất là mạnh ha, quét hai đầu liên tục, và tin này nó ra xong tin sau nó ra nó phủ định liền đây, mà công cụ thao túng kinh khủng lắm đó. Thì nhìn đồ thị là kiếm được tiền nha anh em, của ca khẳng định với anh em là đồ thị nó đã ban cho anh em đầy đủ thông tin rồi, nó ban cho anh em đầy đủ thông tin để anh em có thể tự mà anh em đánh rồi. À, anh em không cần bất cứ thằng bố nào nó bày cho anh em là à chỗ này tăng lãi chỗ kia non farm. Ok, có thể anh em ở đây đánh tin và kiếm được tiền của ca không biết, nhưng dưới góc độ của ca, tức là cá nhân, góc độ cá nhân nha anh em, góc độ cá nhân của ca kiếm được tiền mà chỉ dựa vào đồ thị. Và anh em thấy thậm chí của ca còn tắt cái gì, bữa giờ của ca thường tắt luôn cả volume anh em à, volume bữa nay nó ảo ảo lắm anh em à. Thậm chí của ca còn tắt cả volume của ca vẫn kiếm được tiền đó, để anh em biết là đó, chỉ cần nhìn mấy cái nến là đủ rồi anh em à. Mấy cái chỉ báo này chả qua là xây dựng trên cái nến thôi nha anh em, chỉ báo thì nằm trên nến này đó. Rồi ok, và anh em nhìn nè, ở đây nè Cú Ca sẽ cắt lại cho anh em xem để anh em hiểu thằng bố Fed nó chơi anh em như thế nào, và những cái tin tức đều đặn hàng ngày nó ảnh hưởng tới thị trường như thế nào. Cú Ca sẽ cắt lại anh em thấy nè, anh em thấy ở dưới đây là những cái chấm đỏ này anh em à, mỗi chấm đỏ tượng trưng ra rất nhiều tin tức nha anh em. Mà anh em thấy tin tức á, ngày nào, tháng nào, năm nào không có, từ năm 2021 cho tới bữa nay anh em thấy biết bao nhiêu là trăm tin tức nó xảy ra. Mà anh em nhìn để tính lặp đi lặp lại này, cái này là gì, ray gì đây nè, tiếp theo là Fed nè, Fed lãi suất nè, rồi gì personal gì đây nè, rồi non farm nè,
Rồi vòng lại SO và C này. Rồi tiếp tục nè. Retail nè. Rồi personal quay lại nè. Rồi tiếp tục nè. Non farm nè. Tiếp tục nè. Đó, cũng quay lại nè, retail nè. Cũng quay lại là gì? FOMC nè. Đó. Mà mỗi cái lần tin nó xảy ra anh em ạ, à, giá nó chạy lung tung xà beng hết anh em ạ, à, chạy lung tung xà beng hết. Đó. Thì hỏi anh em á, anh em mà cứ hóng mấy cái tin này, thường thường cố cao mà đánh cây H1 H2 á mà thấy tin là cố cao nhảy luôn, trốn luôn anh em, mà thấy tin là bỏ cuộc luôn, thà không đụng vô nó còn hơn là bị nó vả, đúng nè, thấy tin là tránh, thấy tin là tránh. Còn đánh dài hạn thì gồng thôi anh em, mà đánh dài hạn thì không xa không ngán nha. Đó anh em cứ thấy Fed nó cứ quằn đi, tháng nào cứ mấy tháng nó nói một lần à. Đó cứ vòng 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 mấy cái tin này nó cứ tập đi lặp lại, mà đây là tin đỏ là tin quan trọng nha anh em. Còn những tin không quan trọng á thì nó màu vàng màu cam, nó tùm lum tà la nữa, cũng cao bỏ rồi đã. Để anh em biết là gì, tin tức đó, mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm mỗi giờ mỗi phút mỗi giây lúc nào cũng có tin nữa đó. Tự nhiên bỗng nhiên anh em đang tăng nhẹ không biết tăng vì sao, cái nó lòi ra là gì, thằng Nga với Ukraine thỏa thuận hòa bình chẳng hạn, cái nó tăng lên kệ bố đó anh em à. Anh em đừng quan tâm với tin tức nữa à. Ôm tin tức vô cái đầu mà nó nặng lắm anh em à. Và Cú Ca thấy là gì à, hãy lên đường với cái hành trang nhẹ nhàng nhất, mà hành trang của Cú Ca chỉ là nến với chị báo thôi à, vậy thôi. Còn anh em nào mà đọc tin mà đang hiệu quả thì cứ làm như thế, còn anh em nào mà đọc tin mà không hiệu quả thì dừng đi anh em à, Cú Ca thấy không cần đó. Được anh em, đồng ý không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua một cái module cuối cùng nha anh em, thì chúng ta sẽ nghỉ và chúng ta sẽ học buổi khác tiếp theo nha, đó là Bitcoin và Oncoin nha anh em. Bitcoin và Oncoin thì có phải là anh em trên thị trường này á, Cú Ca thấy rất nhiều anh em chơi Oncoin, mà anh em chơi Oncoin mua gì cũng chơi mát á, đau trên ông cũng chơi, phân phối cũng chơi, đúng không? Đó, ác vậy chứ, đúng không? Đào trên cũng chơi mà phân phối cũng chơi. Thì cái Oncoin á, anh em phải chú ý nè. Oncoin á, tuy nó biến động mạnh nha anh em, tăng mạnh, nhưng mà khi giảm thì nó cũng như thế nào? Giảm mạnh hơn bất kỳ thằng nào. Đấy, vừa rồi thằng Sebun anh em thấy không? Để coi. Ủa cái clip của Cú Ca đâu rồi? À đây, Sebun này anh em à, Sebun này. À anh em thấy Sebun này, nó tăng 17%, nghe cũng đã đó. Nhưng mà anh em có biết là gì? Thằng ông nội này từ đỉnh nó chia mấy rồi? Chia ba rồi, đúng không? Chia ba rồi. Đó, cái gì nó cũng có giá của nó. Anh em cứ mãi chạy theo cái việc tăng trưởng mạnh á, thì anh em cũng đối diện với cái nguy cơ giảm mạnh. Đúng nè, mấy ông cứ nói support an toàn cái búa anh em thấy nó rơi như thế này mà an toàn. Anh em thấy thằng Bitcoin nó rơi có mấy phần trăm à, Bitcoin từ đỉnh nó rơi có 10% mà Oncoin nó chia hai chia ba hết rồi, anh em thấy không nè, thế nào là an toàn anh em? An toàn không? Mấy ông mượn cái chữ support để mấy ông không cắt lỗ, đúng không? Đúng không? Mà nếu mà bây giờ nó rơi vào downtrend luôn thì sao? Mấy ông chia 10 chứ sao, chia 10 chia 15 chứ sao, chưa chưa nếm, chưa nếm cảm giác chia 10 đúng không? Đó, anh em cứ cố chấp đi rồi sẽ nếm cảm giác chia 10 sớm. Rồi như vậy á, cái thằng Oncoin này á nó là một cú lừa rất là ngọn ngục nha anh em à. Và anh em cứ thấy cái phía biến động tăng mạnh mà anh em quên mất cái đợt giảm mạnh nha anh em. Anh em cứ nghĩ là anh em đánh là anh em thắng, mà anh em quên mất là anh em đánh còn có thua nữa. Và cái Oncoin Cú Ca nói như thế này nè, Cú Ca thà đánh Bitcoin x3 còn hơn đánh Oncoin. À, Oncoin chỉ hiệu quả ở uptrend cho tới phân phối anh em, và đặc biệt là phân phối nó bay mới ác này, đúng không? Phân phối bay rất ác này. Như vậy Oncoin nó chỉ hiệu quả ở cái giai đoạn này thôi. Nếu anh em đã qua giai đoạn này thì vứt nó đi. Như vậy thằng Oncoin nó còn một cái đợt tăng nữa nha anh em, một đợt phân phối nữa của thị trường, thì Cú Ca sẽ thoát thoát hàng ở cái giai đoạn đó nha anh em. Cú Ca sẽ thoát ở giai đoạn đó. Rồi, chia sẻ với anh em là như vậy. Cú Ca sẽ có kế hoạch để
Cuca thì chưa vào nhiều đâu, tại vì cái con sóng tuần mới là con sóng lớn và Cuca đang canh con sóng tuần để mà vô nhiều về Oncoin. Còn hiện tại thì thị trường nó còn vờn chán lắm anh em à. Chưa 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 ngon ăn đâu nha anh em. Đó. Rồi, còn Bitcoin thì cái chuyện nó test đỉnh thì cũng bình thường thôi, dễ dàng thôi. Bitcoin test đỉnh khá dễ thôi. Còn Oncoin thì chưa chắc nha anh em. Oncoin có thể anh em chờ cả năm nó mới về lại được bờ nha anh em. Nếu mà anh em đã all in rồi, Oncoin có thể chờ cả năm mới về bờ. Đó là lời khuyên mà sự tham lam thì phải trả giá nha anh em. Rồi như vậy, để đánh được Oncoin đương nhiên là Cuca đánh phần uptrend rồi. À, tầm tháng mấy Cuca chưa soi được nha bạn, tại vì chưa có điều chỉnh tuần nên chưa thấy được cái sóng sóng Oncoin. À, chưa có điều chỉnh tuần. Cuca muốn thấy một đợt chia ba nữa anh em ạ. À, một đợt chia ba nữa Cuca mới có thể đón được. Rồi, khi Oncoin vào mùa chia sẻ trong Zoom, Oncoin vào mùa thì có thể Cuca chia sẻ trên YouTube nha anh em. Ok. Rồi. Và nói chung đánh Oncoin tự chơi tự chịu đi ha. Rồi bây giờ này. Như vậy bây giờ Cuca so sánh cho anh em giữa Oncoin và Bit này. Khi Cuca đánh thằng Bitcoin á nha anh em. Đây. Đây, khi Cuca đánh thằng Bit á. Đây thằng On này. Thì thằng Bit của Cuca chỉ có phân tích đồ thị. Và cái điều này của Cuca làm mỗi ngày. Của Cuca làm mỗi giờ. Đúng nào. Một ngày của Cuca dành 3-4 tiếng để mà ngồi phân tích thị trường cũng như học hỏi từ thị trường nha anh em. Kiên trì và bền bỉ. Mỗi giờ. Mà chúng ta chỉ gì? Chỉ soi một đồ thị duy nhất. Cuca không quan tâm điều gì cả ngoài Bitcoin, vì Bitcoin là vua. Cuca chỉ xem duy nhất một đồ thị Bitcoin thôi. Nhưng mà để đánh Oncoin á, đầu tiên anh em phải soi đồ thị Oncoin. Anh em tiếp tục phải soi cho Cuca Bitcoin. Vì thằng Bitcoin mà dở chấn thằng Oncoin cũng nát lắm. Sau đó anh em phải soi gì? BTC.D Bitcoin Dominant. Anh em phải xem cho Cuca chỉ số Total 2. Như vậy để đánh Oncoin anh em thấy không? Anh em phải vất vả gấp 4 lần nha anh em, gấp 4 lần. Chỉ vì một cái biên độ mạnh mà anh em phải vất vả gấp 4 lần. Trong khi đánh Bitcoin của KX 3 lần đánh nhàn tên. Đúng không? Phân tích đúng một chặt. Như vậy, đây không phải là của K bài xích on coin. On coin có thể ít 100 lần trong uptrend. Nhưng nó chỉ là trong uptrend thôi. Anh em nào xác định được uptrend thì đánh on coin. Anh em nào không đủ năng lực xác định uptrend, vứt on coin giùm của K. Tại vì nó sẽ giết hết tài khoản anh em ạ. À, câu hỏi của Duy thì Cuca sẽ chưa có đủ dữ kiện để trả lời nha. Bây giờ còn sớm để mà nói về mùa Oncoin lắm. Bây giờ Total 2 nó đi đâu rồi? Total 2 nó chưa có gì, điều gì để xảy ra anh em. Có thể có một đợt hồi của thằng Total 2 nha anh em. À, đợt hồi. Có thể có đợt hồi nhưng mà về lại đỉnh thì không có anh em à. Cây này nó đã phá xuống rồi, nó phá xuống rồi, cùng lắm cây này nó lên nó test trên này một tí rồi nó xuống anh em à. Thì Cuca sẽ chốt hết cho anh coi ở đây nha anh em, chốt hết anh coi ở đây đó. Thì cái blend của Cuca chia sẻ một chút như vậy, nhưng mà tự chơi tự chịu, vẫn nhắc lại là tự chơi tự chịu. Thị trường này là Cuca chỉ hướng dẫn anh em thôi, còn anh em quyết định hành vi của mình nha, đừng đổ thừa anh nha. Tư duy đổ thừa là rất nguy hiểm nha. Rồi tiếp tục nè. Ok, như vậy anh em có thấy là gì, đánh Oncoin nó khó hơn không anh em? Khó hơn không? Anh em nào nói đánh Oncoin dễ hơn Bitcoin comment số 1, mà anh em nào đấy đánh Oncoin khó hơn Bitcoin comment số 0 nè. Đúng không? Dễ hay khó, đúng không? Theo quan điểm của K, nếu mà anh em không làm chủ được cái đoạn vừa rồi á, khả năng là anh em bị chia rất là nhiều nha anh em. Cuca các bạn bị chia hai đó anh em à, các bạn bị chia hai đó, không đùa đâu. À, nếu mà đu trúng mấy con Unia đồ còn may ra còn sống chứ, anh em mà đu trúng ADA là anh em đã chia hai rồi, anh em thấy không? Đấy xã hội luôn. Mina cũng chia hai rồi anh em thấy không? Mina nát không rồi, đúng không anh em? Đó, một số coin thì nó còn giữ được cái gì đó chứ còn đa số là nát hết rồi. Rồi,
Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tạm thời kết thúc ở đây và cô Ca sẽ thông báo cái buổi học tiếp theo. Anh em có câu hỏi gì thì có thể comment để chúng ta giải quyết, còn nếu không thì cô Ca sẽ kết thúc ở đây và hẹn gặp lại anh em ở buổi tiếp theo nha anh em. Những cái buổi đầu á anh em à, nó về góc độ tư duy và góc độ rất là dễ nắm bắt. Chúng ta rất dễ nắm bắt ở cái giai đoạn này nha anh em. Tại vì tư duy thì nó dễ lắm, đúng sai nó cũng dễ nhìn ra lắm anh em à. Nhưng mà khi mà tới cái giai đoạn kỹ thuật rồi á là rất là đau đầu nha anh em. Hy vọng là anh em sống sót qua được cái giai đoạn kỹ thuật ha. À, thì cô Ca đã nói với mọi người thị trường ở giai đoạn nào rồi đúng không? À, nếu mà trong một cái ngắn hạn thì chúng ta có một cái mini uptrend, và sau mini uptrend sẽ là gì? Mini downtrend đúng nào? Đó, còn nếu nhận định dưới cái góc độ lớn hơn thì sao? Nó nằm trong vùng tích lũy của khung gì, khung tháng, khung 3 tháng gì đó, nó sẽ có được uptrend. Nhưng mà cái vùng này nó sẽ còn sideways ớn trong cái vùng này, sideways biên độ lớn nha anh em. Cô Ca dùng là sideways biên độ lớn. Áp dụng kiến thức vào thị trường thì chúng ta đang ở vùng tích lũy biên độ lớn của một con sóng khủng khiếp đó. Còn nếu mà nói về soi về ngắn hạn hơn thì sao? Chúng ta đang ở cái chu kỳ phân phối này anh em à. Đó, có thể sẽ có những cái pha tăng lên rồi down xuống rồi tăng lên nha anh em. Nhưng mà sau khi tăng xong cái đoạn này sẽ là gì? Mini downtrend nha anh em. Thật ra downtrend luôn cái mini gì nữa. Coi chừng cái quả downtrend này nó phá cái đáy này nha anh em. Anh em chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? À, hôm trước là Bitcoin nó về 15.000, anh em tưởng là ngon rồi đúng không? À, anh em cẩn thận nha. Nhiều khi á nó về tận đây nè anh em ạ. Nếu mà Bitcoin nó về tận 12 10.000 chắc anh em nghĩ là thị trường nó sập luôn đúng không? Đúng không? 70k ok anh em. Cô Ca sẽ up video lên nhóm nha. Slide có thể không. Ok, cô Ca sẽ up slide lên nhóm cũng được. Ok. Ok, cảm ơn em nha. Ok, cô Ca rất là vui vì 36 anh em, 37 anh em ở lại đây á. Chơi hết mình với cô Ca tới cuối cùng. Cảm ơn em đã không vì những công việc bận rộn xung quanh mà chúng ta kết thúc sớm đúng không nào? Cảm ơn em đã ở lại với Cú Ca tới tận giờ phút này và không sót một người nào. Chúc anh em có năng lượng để tiếp tục hành trình với Cú Ca nha anh em. Goodbye anh em.